Rồi, ok. Rồi thì đầu tiên là welcome mọi người đến buổi hôm nay. Thì như có giới thiệu với mọi người thì hôm nay là một buổi guest lecture ha, là cái cơ hội để team mình mời một số bạn industry practitioner về chia sẻ những cái practice thực tế trong làm sản phẩm trong thực tế. Thì cái buổi hôm nay mình sẽ có record lại và sẽ có đăng lên YouTube như mọi người, nên là nếu mọi người có định share thông tin confidential gì thì đừng làm. Thì ngoài ra có một tí giới thiệu là buổi hôm nay thì mọi người thấy sẽ thấy khá là đông đúc và có thêm một số gương mặt mới. Ok, cảm ơn Phương. Rồi, thì mình sẽ thấy có một số phương mặt mới, là tại vì tụi mình có rủ những bạn ở bên một cái package khác của tụi mình, là package về office hour với community á. Thì các bạn là có anh Phú là CTO tech lead của một trang e-commerce ở Hà Nội, hình như là cũng nổi tiếng lắm mà mình không biết là gì. Rồi có Phương là hồi đó Phương là senior BM ở Hamu, bây giờ thì Phương đang làm head of product của một startup rồi. Rồi có ở đây có có Ngọc, thì Ngọc hồi đó là BM của một công ty tên bắt đầu chữ M mà chắc là ai cũng biết. Bây giờ thì Ngọc đang làm BM ở công ty khác. Thì đó là các bạn ở bên Live ha. Còn các bạn còn lại ở bên Phương thì mọi người biết nhau rồi nên mình khó giới thiệu. Ok, thì chắc là giới thiệu sương sương vậy thôi, rồi nhờ Thomas, nhờ Thành giới thiệu tí xíu về Vũ và topic mà Vũ sẽ share hôm nay ha. Ok. Hello mọi người, thì cho Trang vô kìa. Hello, thì Vũ Vũ với Nam với Thành hồi xưa làm với Calon cùng nhau, thì cũng làm product, nhưng mà mỗi đứa một product riêng. Nhưng mà anh em thì trong giờ làm việc hay tụ tập lại bánh truy ngồi nói nhảm lắm. Trước giờ làm việc, trong giờ làm việc và sau giờ làm việc, nên giờ mới mỗi đứa mới ra khỏi công ty khác đây. Thì anyway, Vũ spoil một xíu là Vũ hồi xưa đã từng làm ở Google, nghe ngầu chưa? Thì hôm nay Vũ sẽ mang lại một góc nhìn về làm sản phẩm, để tập trung vào mấy cái chuyện sự khác biệt giữa expectation mọi người thường nghĩ như thế nào và thực tế nó như ra làm sao. Thì chúng ta hãy cùng cho Vũ một tràng pháo tay, vỗ tim các thứ nha. Ok, rồi chắc là nhường lại đất diễn cho Vũ thôi. Ok, thank you Thành, thank you Thành, definitely giờ giới thiệu và cảm ơn mọi người đã mời mình đến hôm nay để chia sẻ. Thì ok, như Thành đã chia sẻ đấy, thì ngày trước là mình có làm việc cùng với Thành bên công ty K. Thì sau một thời gian thì bọn mình gọi là quyết định tìm cái hướng đi riêng của bọn mình đó. Thì hiện giờ mình đang làm product manager ở bên công ty Azarada, là một công ty của Úc ha. Ok, thì chủ đề ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ gọi là chủ yếu về những cái kinh nghiệm thực tế mình khi làm, và cũng mong muốn là được học từ mọi người thêm về những kinh nghiệm mọi người trong khi làm ha. Ok, Azarada nó là nó là tên của bốn cái founder. Ok, để mình share màn hình nha. Có một cái slide deck nhỏ nhỏ. Ok, mọi người có thấy màn hình mình không? Thấy, ok. Ok, thì mình chia sẻ nha. Thì talking point, tại sao mình chọn, nói một chút về chủ đề ngày hôm nay, tại sao mình chọn hôm nay á, thì tại vì đó mình cũng hỏi về cái background của mọi người khóa này, cũng như là một số cái program mà người đang học á, thì mình nghĩ là tốt hơn là nếu mà mình mang từ cái kinh nghiệm của mình từ thực tế đi, nó sẽ hay hơn và kiểu nó engage conversational hơn. Thì mình sẽ talking point là mình sẽ nói một chút là thân mình giới thiệu tổng quan cái công việc của mình, với lại mình sẽ đi through cái expectation và reality. Cụ thể là một số câu hỏi mình đã có trong đầu từ lúc mình bắt đầu đi làm, và cho đến bây giờ mình dần dần trả lời những câu hỏi đó thông qua những cái công ty mình làm, cái market practice mình biết. Thì PM làm gì, how technical PM should be, ownership and ROI. Đồng thời là mình cũng chia sẻ một chút về career fireside chat nếu mà các bạn có quan tâm. Ok, mình sẽ conversational, cho nên là bạn nào có câu hỏi á, thì các bạn cứ raise hand rồi jump in nha, có thể là mình cũng không thấy ở trên màn hình đó. Ok, thì một chút về mình đó, thì mình có khoảng 6 năm kinh nghiệm làm việc, 2 năm kinh nghiệm làm việc trong NGO project and public sector, và 4 năm trong tech. Thì nếu các bạn lên LinkedIn profile mình, các bạn sẽ thấy kỹ hơn. Thì thì cũng mình có một thời gian làm cho Google, mà chủ yếu là làm project management, title cụ thể là project assistant, và mình chủ yếu làm cho cái nhánh NGO của bên đó.
Thì sau đó là mình có học master bên bên Poland, nhưng mà lúc đó là Covid mình không có qua được bên kia, cho nên mình pivot, và mình cũng nghĩ là con đường nó không hợp với mình nữa, cho nên mình pivot qua ngành tech. Thì hiện giờ đã làm được 4 công ty. Thì 4 công ty này là mình làm Irable, mình là project manager hardware software. Thì có lúc mà mình nhảy qua cái công ty này á thì mình chưa biết gì về tech hết. Cũng may mắn là mình được nhận công ty này và mình bắt đầu học dần. Thì lúc đó là của mình là có một anh program manager, nên title chính thức sẽ là junior program manager, quản lý 2 team hạt software. Sau đó mình có làm một thời gian part time bên Vulcan Informatics, đồng thời với làm việc của mình thì cũng là về product owner hardware software luôn. Thời gian làm dài nhất của mình nằm ở Catalon, thì lúc đó mình làm manager cho SaaS platform, như các bạn đã biết, có khá là nhiều kỷ niệm bên đó, và mình làm 3 sản phẩm trong suốt cái vòng đời mình đó. Và sau đó là mình hiện tại là mình đang làm cho Asarada tầm được 1 năm nay, thì mình là platform product manager. Ok, thì một chút về về cái role ha, thì ở đây có bạn nào có cái expectation về cái role mà mình sẽ làm khi mà mình làm product manager, có bạn nào có thể bạn dùng một câu á mà pitch được cái product manager làm gì? Các bạn cứ cứ nói đi, không biết mình thấy được cái ai á. Ok, cái này văn hóa lớp là không ai tình nguyện đâu, cho nên chúng ta gọi tên thôi. Huyền Anh đây. Huyền Anh cũng được, hoặc tính gọi như Lu. Thôi gọi Huyền Anh trước đi. Như như bọn em được học thì PM là một cái role mà sẽ create values mà để sustain và differentiate the Ok, nghe hơi sách vở hả? Còn ví dụ như em là spec cái role đó như thế nào? Tức là sẽ tạo ra sản phẩm để vừa đáp ứng nhu cầu người dùng nhưng mà vẫn có mang lại cái lợi nhuận cho doanh nghiệp. Ok, thì có Huyền Anh background vẫn đang là sinh viên năm 2 nên chắc là cũng hơi sách vở. Thôi mời một góc nhìn hơi thực tế tí đi. À gì Dũng nói là gì đây? Mỗi thứ biết chút chút. Cũng không sai. Ngọc thử xem. Theo em PM là gần đây em có thể định nghĩa scope PM là decision maker, kiểu mình phải đưa ra rất là nhiều quyết định trong một khoảng thời gian rất là ngắn, và phải deal với rất là nhiều team, và luôn luôn sẽ là người chịu trận khi product có issue, và luôn luôn sẽ là người vỗ tay khi mà product thành công. Vỗ tay cho người khác thôi chứ không phải cho mình. Ok, fair. Mình nghĩ cái các bạn cũng có cái view về product manager làm gì á. Thì cái thời điểm mà mình bắt đầu mà đi làm product manager mình rất là confused, tại vì nó rất là có rất là nhiều title liên quan đến product nha. Cái thời điểm mình làm, tại vì mình làm project manager qua, thì anh sếp của mình lúc đó anh có nhiều cái năm kinh nghiệm rồi, anh lại nói mình là tại sao em không làm product owner. Thì mình mới biết, lúc đó mình mới biết, cũng hơi ngạc nhiên là mình mới biết là có một role tên là product owner nha. Thì sau đó mình còn không phân biệt được product owner và product manager khác nhau như thế nào. Thì hiện giờ một số công ty ở Việt Nam họ đang khá là mix up mấy cái vị trí này, nhưng mà cái mình hay được hỏi, tại vì mình hay hay phỏng vấn sau khi mà rời vị trí project manager thành product manager, thì mình hay được hỏi là em phải phân biệt được product manager và project manager một câu. Thì lúc đó cái câu của mình nói là project manager là cái người mà trả lời cho câu hỏi lúc nào release hoặc là bao giờ release, còn product manager trả lời cho câu hỏi là cái gì nên được làm. Thì nó encapsulate cái hiểu biết của mình lúc đó về product và project manager, hai cái nhánh hoàn toàn khác nhau mà hay mismatch. Thì ở đây mình có một số cái definition gọi là hơi sách vở một tí đi, nhưng mà những cái highlight á sẽ là những cái keyword mà mình nghĩ là những cái role này mang lại cho công ty và team. Vũ hình như đang không share screen đúng không? Đang đang share Để cái khác. share, anh muốn À share vậy lại. hả? Ok, để mình share lại. Hình như mình zoom ra ngoài cái trong thì ok. Là phải bấm share lại đúng không? Ok. Ok, thì những cái phần highlight này của mình đó thì là chính là những cái phần mà mình nghĩ là nó là quan trọng nhất cho cái role đó. Product manager, bạn có thể thấy là product manager, product owner và business analysis nó khá là giống nhau. Nó nằm bên cái nhánh mà mình nghĩ là nó sẽ về business nhiều hơn trong team. Product manager sẽ own những cái như là cái vấn đề, cái problem là cái quan trọng nhất mình own. Đồng thời giải quyết những cái vấn đề là market need, business goal cho sản phẩm. Product owner và BA á, lại là hai cái chức mà thường gặp trong những cái công ty outsource nhiều hơn. BA thì có thể gặp trong cái team product này nha, nhưng mà
PO thì thường là quản lý upstream. Thì PO thường là sẽ quản lý backlog và prioritizing item. Trong cái backlog đó, nếu bạn dùng Jira rồi á, thì bạn sẽ thấy một cái backlog dàn dặt đây nè. Mình nhớ có một lần backlog của mình dài có 230 issue trong cái to do vậy. Mình không bao giờ giải quyết hết cái đống đó, mình làm một cái mod khác luôn. Ok, thì real story. BA ngược lại á, BA ngược lại á sẽ không có cũng tùy công ty nha, nhưng mà theo hiểu biết của mình á thì thường là nó sẽ không có bạn lắm, mà nó sẽ là analyze business và requirement. Thì cái sản phẩm BA làm á thường là một cái PID hoặc là những cái rất là cụ thể về ticket. Mỗi cái khác nhau một tí xíu, nhưng mà nhìn chung á thì cái nhánh này sẽ là nhánh business của một nhóm hoặc là một công ty, một sản phẩm gì đó. Project manager cũng là một chữ PM khác, hoặc là program manager cũng là một chữ PM khác hơn. Thì project manager sẽ quản lý time, scope, budget. Còn program basically là project manager sẽ là người mà đi hỏi bạn là hôm nay mình làm cái gì, bao giờ xong, bao giờ xong á. Thì hiện tại một số công ty bây giờ cái project manager này đang gần giống với product manager, tại vì expectation nó như vậy. Program manager cao hơn và là người quản lý multiple project. Ok. Thì cái reality á, cái trong cái kinh nghiệm đi làm của mình nha, thì hiện tại là ngoài 4 công ty kể trên thì mình đi phỏng vấn khá là nhiều. Mình có thói quen đi phỏng vấn, mình thích đi phỏng vấn tại vì thứ nhất là mình thích challenge, thứ hai là mình muốn là xem mình ở đâu trong cái thị trường này và xem mình đang ở mức nào, mình có học được gì mới không hay là mình cũng vậy á. Thì trung bình cứ khoảng tầm khoảng quý á, là mình sẽ một lần đi nộp đơn. Mình cứ nộp đơn vậy á, xong rồi có công ty nào phỏng vấn thì mình sẽ phỏng vấn thử. Thì mình phỏng vấn khá là nhiều trong suốt 4 năm vừa qua, thì mình phỏng vấn khá là nhiều, cứ trung bình cứ một vài tháng là mình lại đi phỏng vấn 2-3 công ty kiểu vậy. Thì hầu hết á, mình thấy có một cái pattern chung là những cái công ty này product manager rất là ít công ty define đúng với cái nghĩa product manager. Thường là họ sẽ hiểu product manager là PO, hoặc là nhiều công ty extreme hơn thì nó là project manager luôn. Hoặc là nhiều công ty lớn như cái này đăng lên YouTube thì mình không có tiền nói công ty nha, nhưng mà mình đi phỏng vấn ở một số công ty khá là lớn đi phỏng vấn ở một số công ty khá là lớn ở Việt Nam thì nó lại mix up với lại project manager luôn, hoặc là delivery manager, có nghĩa là nhiệm vụ chính của bạn á sẽ là vô team nhận cái requirement từ nước ngoài và từ team bạn ở nước ngoài á, chứ còn không phải thậm chí nói gì với user, và sau đó bạn sẽ break nó ra thành cái delivery giống như project manager luôn. Cái đó là có thật. Và thậm chí có một số công ty là bạn sẽ làm rất là nhiều role một lúc. Cụ thể thì hiện tại công ty mình đi ha, thì hiện tại là mình đang nói là nó là công ty lớn nhưng mà nó tách ra một cái startup. Thì hiện tại mình đang làm cái này là một nhận xét của một anh mới vào công ty mình, và anh đó cũng 7-8 năm kinh nghiệm rồi. Anh đó nói là em vừa làm scrum master, vừa làm project manager, vừa làm product manager at one. Thì hiện tại that's the case. Okay. Ngoài ra ví dụ bạn có thể thấy cái meme này rồi, thì ngoài ra những cái role đó nó còn expand ra những cái role rất là nhỏ nữa, và cái này càng đúng trong những công ty lớn. Thì hôm trước á mình có nói chuyện với một anh là senior designer bên Mirror, anh đó tên là lại tự nhiên quên tên anh đó mất, tại tên người nghe hơi khó nhớ một chút. Thì anh đó bảo là bên những công ty lớn như Mirror á, nó có rất là nhiều team, nhiều design và nhiều PM, mỗi PM chỉ làm một công việc rất là cụ thể thôi. Ví dụ như có một anh PM kia, cái anh PM kia lại ở Google, mình lại có một ví dụ khác nữa. Nhưng mà anh PM bên Mirror á, anh chỉ dùng để optimize một cái function nhất định trên Mirror thôi. Còn ví dụ như anh PM bên Google á, thì mình nghe được kể từ sếp bên Úc là anh đó chỉ vào dùng 2 năm để optimize một cái button trong cái bán hàng á, đó là cái nút check out. Dùng 2 năm thôi, và không có product nào được ra mắt trong 2 năm đó hết, tại vì phải đi qua một cái layer rất là lớn về management. Thì cái đó là vấn đề tiếp theo mình sẽ nói đến về cái reality trong công việc của mình. Sau cái technical này, ok, lại nói về technical đi ha. Thì cái này là một cái làm cho mình rất là hesitate khi mà vào cái role PM này. Mình không biết là PM có cần technical không. Ok, thì ở đây có bạn nào gọi là share về cái chuyện là how technical PM should be. Ok, một tí nữa mình sẽ kể thêm về cái ví dụ bên cái Google này cho nó khá là thú vị á, mình cũng khá là bất ngờ. Nó nằm ở bên Úc. Ok, thì bạn nào có chia sẻ về cái how technical PM should be không? Nhi luôn kìa. Các bạn nào làm biết không? Bắt đầu đấy. Nhi luôn kìa. Nguyễn Tình một. Sự thật sức hay bị gì? Theo em là đã có một lần trong lớp học đã nhắc đến vụ này rồi. Thì nếu mà VM
tức là càng technical chắc là càng tốt để hiểu được cái flow của các cái phòng ban hoạt động như nào thì sẽ dễ dàng estimate được thời gian hơn. Nhưng mà thông thường thì là không như thế, và kiểu nếu mà biết chút chút thì cũng ok, kiểu nếu mà không biết đâu thì hỏi team dev đến đó để có thể estimate được thời gian. Còn đâu design thì cũng sương sương thôi. Em nhớ là đã có một lần trong khóa mọi người bảo là, à không, em bảo là VM là một nhà design xấu xí. Chỉ cần design sơ sơ để designer họ fix lại. Ok. cũng khá là chu, cũng khá là chu. Thì về mặt technical, ok, đó là expectation về technical đúng không? Right, mình sẽ share về cái kỷ niệm của mình về cái này. Thì khi mà, như mà mình nói, khi mình bước vào cái ngành PM này, mình không hề biết chút gì về tech. Thậm chí cả những cái đơn giản, tại vì mình là khá là anti-tech, mình dùng điện thoại khá là cùi, thậm chí mình không có adopt cái công nghệ mới này. Như bạn thấy điện thoại bây giờ mình vẫn là một cái iPhone SE thôi, nó không phải là loại xịn và mình không có nhu cầu xài đồ xịn. Nhưng mà vấn đề là khi mà vào á, mình học rất là nhiều. Ok, thì in reality á, cái mà mình biết và cái mà mình thực sự trải nghiệm á, là PM thực sự không cần technical. Nhưng mà nếu mà bạn càng technical thì công việc của bạn càng dễ. Một số cái expectation bạn nói như hồi nãy là PM có thể estimate dễ hơn, cái này nửa đúng nửa sai, tại vì nó là một cái no khá lớn của mình khi mà PM estimate luôn dùng cho dev. Nó là không nên nha, cái đó là nếu mà dev mà biết thì bạn sẽ bị backlash rất là mạnh. Nhưng mà càng technical như bạn nói á, thì mình sẽ càng dễ dàng hiểu biết được cái scope của công việc, dễ dàng communicate cái đó cho những stakeholder. Thì hiện tại á, sau một thời gian làm việc mà mình khá là trì hoãn trong cái việc học tech, thì cuối cùng mình cũng học tech. Mình có học front end một chút HTML CSS thôi, nó không phải là nhiều. Mình viết một vài dòng code thôi, và mình học cái bên iOS là gì ta, lâu quá mình không dùng, không nhớ nữa. Thì đó ý là mình cũng có học một chút code và mình hiểu được cái cách mà build một cái database như thế nào, một số concept chính như là API hoạt động như thế nào, front end back end như thế nào. Hoặc là thậm chí là mình cũng có thể estimate được một số công việc đơn giản. Mình chỉ có thể nói là ok, ví dụ như là sửa nút, sửa màu hay là cái gì đó thì nó dễ hay nó khó, nó tầm 1-2 ngày hay gì đó. Rồi mình cũng biết một số framework đi để cho dễ nói chuyện với dev. Thì reality của nó, nếu mà bạn vẫn đang chỉ bản học tech á, thì cái recommendation của mình á, thì thực sự là PM không cần quá technical. Nhưng mà nếu mà bạn biết tech, công việc bạn rất là dễ. Và như một senior PM thông thái từng nói với mình, bạn nó bằng tuổi mình và senior hơn mình, thì bạn đó bảo là cái thế giới dev, tại vì bắt đầu của nó dev, thế giới dev nó khá là đơn giản. Nếu bạn giỏi hơn người ta thì người ta nghe mạng, nếu bạn biết càng nhiều về technical á, thì bạn càng dễ buy in với team. Và cái nhìn chung cái công việc của bạn như là một người gọi là thúc đẩy và gọi là gom cái effort của team để mà hoạt động cho nó chân chu á, thì bạn nên biết tech. Ok, một cái meme nữa, nhưng mà đó, cái vấn đề về new PM, experience PM nó khác nhau ở chỗ á, là experience PM á, thường là bạn sẽ biết được cái gì đúng, cái gì sai sớm hơn, cái gì lâu, cái gì chậm, cái gì lâu, cái gì mau, và cái gì có thể làm được và cái gì có thể làm. Thì nó cũng khá là đúng với technical PM. Nếu bạn có background từ dev, hoặc là nếu bạn có background technical mạnh, bạn sẽ biết được ví dụ như những cái gì đó nó thực tế, cái gì không. Hiện tại là mình đang thấy là nhiều công ty đang muốn AI trong sản phẩm, và nó là một keyword khá là bốc. Nhưng rất ít người hiểu về cái chuyện AI hoặc là generative AI đi, cái technical nó hoạt động như thế nào và thực sự nó có thể làm gì. CEO, GM có thể là họ không có expertise này, và bạn có thể là bạn nên tham vấn team về điều này thôi. Nhưng mà trong những cái conversation nhanh á, ví dụ như hỏi nhanh là anh muốn làm AI, em có thể làm được không, thì bạn có thể ngồi giải thích, bạn có thể gọi là get buy-in từ trong CEO là cái này phải là việc gì, thì nó rất là tốt cho công việc của bạn. Ok, rồi về cái expectation, về ownership á, thì bạn nào có thể nói về cho mình là ok, ví dụ như nếu mà là PM á, thì bạn expect là bạn own cái gì. Như hồi nãy là mình có thấy một số bạn trả lời là làm PM là decision maker, nhưng mà decision maker là decision cho cái gì? Ok, là bài chỉ định. Như cái đó Ngọc nói đúng không? Ngọc mình đang có một cái roulette. Không sao, mình ở holistic có cái chờ là mental wheel á, cứ xoay vòng vòng trong đầu thôi.
thôi mình chặn luôn. Hồi nãy cái chỗ cái decision maker là ý của Ngọc đúng không em? Em muốn follow up cái đó không? Decision making ở đây em thấy có rất là nhiều. Ví dụ giống như là mình viết một cái user story đi, thì nhiều người có thể hỏi mình cái rule này nên làm như thế nào, rule này làm như thế kia, mình sẽ design xem cái rule như thế nào. Hoặc là bên business, người ta đưa ra một cái requirement, xong rồi cái decision của mình là mình nên làm vào ngày mai, hay là nên làm vào spring sau, hay là vào năm sau, là không bao giờ làm nữa. Hoặc là bên sếp đi, sếp hỏi là cái roadmap sắp tới là cái gì, thì cái decision của mình cũng là ok, what we need to put into the roadmap something. Em thấy có công việc của PM một ngày có rất là nhiều cái decision making đó, tất cả mọi người đều point cho mình để hỏi xem là mình cần phải làm cái gì kia nọ, lúc nào cũng phải xoay 360 độ để trả lời hết cho tất cả mọi người là ok cái này là gì gì. Cái đó mình thấy khá là hợp lý và nó là một công việc không hề dễ nha, và nó sẽ có những cái pro and con riêng. Thì cái này theo mình thôi nha, thì thực ra PM trên thực tế và mình thấy ở một số công ty rồi, một số khá là nhiều công ty rồi, và thậm chí cả những công ty mà mình phỏng vấn và mình chọn không vào á, cũng là vì lý do đó. PM trên thực tế khá khó để get buy-in với tất cả mọi người, và khá khó để make decision nếu bạn không có buy-in. Thì cái này là theo mình, thì PM sẽ có một số cái artifact mà ví dụ bạn có thể nghĩ là PM sẽ own, ví dụ như từ roadmap. Anh Vũ, cái slide nó đèn, cái đèn trắng. Mình share lại rồi, có thấy không? Dạ chưa. Chưa Vũ. Ok. Cái này mỗi lần mình stop present ra cho anh khác là nó lại bị lỗi. Đúng rồi. Bộ có thể để cái screen này cũng được chứ không cần phải lên lên cái slideshow. Hình như người ta có animation. Ok, giờ thấy chưa? Rồi, thấy rồi. Thì một số cái artifact bạn có thể own ở đây á, mà theo ý mình là thường là PM sẽ own, nó sẽ là roadmap hoặc là PRD. Sau đó là mình sẽ có một số cái idea là mình ship. Cái này là khá là idealist, là khi bạn có đủ data, bạn có hypothesis nhất định, và sau đó bạn build ra một cái idea solution khá là solid và bạn ship nó. Hoặc là thậm chí là PM manage team. Thì ok, cái này là có sẽ là một số cái expectation mà bạn hay thấy cho cái role PM này. Nhưng mà trên thực tế thì khi mình nhận thấy là nó khá là khác. Mình thấy nó questionable. Tất nhiên là tùy công ty và tùy phase của công ty đó. Bạn càng early trong quá trình build sản phẩm á, thì cái ownership mình nghĩ là một số công ty mà mình biết và mình làm thì CEO sẽ own rất là nhiều thứ ở trong này, thậm chí không có CPO, nếu có CPO thì sẽ là CPO. Về cái roadmap hoặc là backlog đi, tất nhiên luôn luôn sẽ có những request từ các bên, và thực sự khi mà bạn own cái backlog á, bạn rất là khó để say no nếu mà bạn không đủ buy-in đến people, hoặc là bạn không có đủ cái data này, hoặc là cái technical skill này, hoặc là có những cái insight mà bạn không có, bạn có một người khác không có. Sau đó là bạn sẽ có những cái vấn đề giống như là convince people. Cái chuyện mà PM make decision thì khá là idealist trong một số công ty. Mình nghĩ là by the end of the day, một người, nếu mà một người phải make quyết định về cái sản phẩm của mình đó, thì nên là PM. Nhưng mà trên thực tế thiệt ra là C-level hoặc là một số cái level cao, họ make cái decision này rất là nhiều, và bạn phải convince được là cái idea và cái quyết định của bạn là đúng, chứ bạn không phải là force people là phải nghe theo bạn. Thường là mình làm cái này là bằng data, hoặc là bằng cái mình build một cái quan hệ khá là tốt với mọi người, hoặc là mình show cho họ những cái thứ mà cái data mình collect được, những cái hypothesis mình có, xong rồi mình sẽ buy in people. Và roadmap thì mình khá là against cái chuyện mà build roadmap được dài. Trên thực tế, nếu mà một công ty mà càng early trong cái quá trình build sản phẩm á, thì cái roadmap càng nên ngắn, và bạn phải pivot khá là nhiều. Thì cái vấn đề này mình gặp ở một số công ty startup, thì về phần roadmap strategy bạn có thể pivot bằng mặt luôn. Ngày xưa mình có nhớ là mình có phỏng vấn làm việc cho một công ty làm về cái app app dating đi, thì lại một công ty khác nữa đi. Cái app dating đó thì thiệt ra là mình cũng không có insight nhiều, nhưng mà có một cái app khác thì lúc đó nó đang làm một cái tool về về tuyển dụng recruitment,
Nhưng mà cái thời điểm tuyển mình vào á, thì cái expectation của CEO và Head of Product lại là muốn mình làm một cái blockchain platform. Ok, mình cái lúc đó là mình cũng hơi thấy kỳ lạ, tại vì giữa một cái platform recruitment đó và một cái blockchain đó, nó rất là khác nhau và rất là xa. Thì cái roadmap và cái strategy công ty đó mình không biết là nó như thế nào, và sau đó mình đã reject công ty đó tại vì nó không hợp vision, đó là khó làm việc thôi. Và PM thực ra là không quản lý team nha. Mình nghĩ PO trong scrum team á thì có thể là kim luôn quản lý team, nhưng PM thì thường nó nằm ở vị trí servant leader hoặc là IC là individual contributor. Có nghĩa là mình chỉ là một mảnh ghép trong team thôi và thường là mình sẽ hoạt động độc lập. Thì ví dụ như mình đi thì mình làm việc với những cái bạn bên team dev thì họ sẽ có tech lead và team lead, có thể là có hai role một lúc hoặc là hai role một. Thì cái anh tech lead team lead này á, anh sẽ manage team luôn và coaching team chứ không phải là mình, và anh sẽ có đánh giá cho team chứ không phải là PM. Cái role mà mình làm trong cái vai trò trong quá trình đó là mình sẽ give feedback cho team, và thậm chí là mình làm thêm một extensive step nữa, là có nghĩa là mình thấy những cái vấn đề trong team có thể là các bạn chưa có đủ capacity để làm việc nhỏ, thì mình sẽ hỗ trợ các anh team lead đó để build cái coaching plan cho các bạn, hoặc là xuất giác các bạn một số thứ có thể học. Hoặc là về PM á, thì mình nghĩ là có thể là input thêm về những cái agile methodology, nếu mà các bạn có đủ kinh nghiệm thì mấy bạn sẽ thấy mấy cái đó khá là dễ. Thì chỉ là build team capacity từ từ thôi, nhưng mà nó sẽ không phải là một vị trí manage team trực tiếp. Bạn sẽ manage công việc, yeah, nhưng mà bạn sẽ không manage con người. Đó, hai thứ rất là khác nhau. Khi mà bạn lên level senior head á, thì thường là sẽ manage con người nhiều hơn. Là một cái meme nữa. Đó, những cái idea này nó là để pivot và qua lại team rất là nhiều. Thì thường là bạn thấy là những cái công ty mà nó đang mà fit rủi rào á, tìm product market fit á, những cái idea nó sẽ pivot rất là nhanh và bạn phải luôn phải prepare cho đó. Cho nên là khi mà mình làm việc cho những cái công ty giai đoạn này á, thì thường là mình không dùng scrum team, không dùng scrum team chạy kanban, mình không dùng scrum team chạy sprint, mà mình dùng kanban thôi. Mình cứ kanban, mình lấy item ra, mình viết và mình làm là tục, và mình pivot đến đó. Và một cái phần mình nghĩ có thể là mình input, tại vì là mình học khá là nhiều về mình học technical, nhưng mình cũng học khá là nhiều business, thì mình sẽ nói nhiều về ROI. Thì có bạn nào có thể là comment cho mình biết là cái ROI của cái sản phẩm hoặc là cái product manager ở trong công ty là gì không? Về theo ý nghĩa của bạn là bạn sẽ mang lại cái value gì, và khi mà bạn đầu tư thì bạn muốn expect cái gì trong công ty? Return to mình. Yeah. Return on investment hả? Trong đây có bạn nào làm business không ta? Có bạn nào bắt đầu business không, hay là làm nhiều business không? Phương kìa. Lâu lắm mới có người giơ tay. Ủa, có hỏi là ROI của một PM đúng không? Hay là sao ta? ROI của PM, ROI của một feature hay là ROI của những công việc bạn làm đó, thì bạn nghĩ là PM sẽ bring value gì ở đó và nó calculate như thế nào? Thật ra thì mình Phương thì nghĩ là cái giá trị của một người PM thì là chọn đúng thứ để làm á, tức là cái và mình chọn đúng vấn đề mình giải quyết đó. Mình chỉ có bao nhiêu đó resource, bao nhiêu đó thời gian thôi, và nếu như mà mình làm sai thì mình chọn cái sai để làm á, tức là cái lãng phí nhất là làm đúng một cái thứ sai, thì mình nghĩ là giá trị của một người PM như thế. Còn để đo đạt được một cái feature thì nó còn phải phụ thuộc vào cái vấn đề mà mình scope nó là gì á, và mình spend bao nhiêu resource để xử lý nó. Ok, nếu mà bạn có thể chọn một cái quantitative đi, thì bạn sẽ chọn cái gì để bạn đo đếm cái mức độ thành công của một cái feature là nó cũng hơi khó thôi, tại vì mình biết là tùy feature bạn sẽ có metric khác nhau, nhưng mà nếu mà quantitative thì mình sẽ dùng cái số tượng trưng như thế nào? Nếu mà phải chọn một số thì mình nghĩ là nó sẽ là liên quan trực tiếp tới doanh thu hoặc là cost. Ok, đó là dòng business thôi. sẽ đi về P&L, profit and loss. Ok, thì có hai cái thought ở đây ha. Thì có nghĩa là nếu mà bạn làm PM thuần á, thì thường là rất là khó để mà quantitative value cho PM mà nói về impact của một cái financially ha.
PM thường sẽ dùng cái metric, những cái metric của sản phẩm, mà bình thường nó sẽ là acquisition, retention, một số cái metric cơ bản như vậy để mình biết là mức độ adoption hoặc là engagement đi, là bao nhiêu user sử dụng trên trong tháng đó. Nhưng mà ở đây mình nghĩ là mình sẽ nói thêm về cái profit and loss, tại vì ở đây là một số cái một trong những cái câu hỏi lớn nhất mà mình đặt ra khi mình làm PM. Và có nghĩa là ví dụ như ba người đầu tiên của startup thì PM sẽ mang giá trị gì, đúng không? Thì lúc đó mình có nghĩ về vấn đề đó, thì mình nghĩ là ba người đầu tiên sẽ là người như thế nào, hoặc là thậm chí hai người đi, thì thường là sẽ là một người build sản phẩm nè, cái đó là tech. Thường là một người sẽ đi bán sản phẩm, và thường là một người sẽ quản lý công ty. Thì ok, PM có thể quản lý công ty, nhưng mà thực ra cái mà mình nghĩ quan trọng hơn á thì nó là nên rồi cái phần bán và quản lý một lúc. Thì mình invest khá là nhiều trong cái việc mà học finance, và mình học về cái chuyện mà làm sao mà để build product mà nó bring value mà bằng tiền. By the end of the day á, mình được hỏi cái câu hỏi đó khá là nhiều khi mà làm việc á. Cái này mang lại giá trị như thế nào và qualitative như thế nào. Nó không phải là một cái good practice, nhưng mà ok, nhưng mà định hướng của mình sau này á, mình muốn làm một show, mình sẽ grow những đó. Thì một số cái expectation có thể là good product mean good revenue nè, hoặc là PM sẽ impact sale nè, hoặc là mọi thứ sẽ convert thành tiền nè. Thì trên thực tế nó không phải là vậy thôi, nó có rất là nhiều biến số xảy ra giữa. Và bản thân mình á, thì mình dùng một số cái quantitative method thôi để xem thử cái sản phẩm của mình mang lại value như thế nào. Tất nhiên là ngoài cái metric về adoption thì extension gì đó. Ok. Thì cái đầu tiên là revenue rất là khó để nói, và tùy theo công ty thì mình sẽ phân biệt thành ba dạng PM trong ba dạng công ty khác nhau, và nó sẽ có những cái cách tính và những cái value khác nhau. Ví dụ như PM in sales side company thì cái này mình khá là ngạc nhiên, tại vì khi mà mình hỏi nhiều người mình làm chung á thì họ không biết là một số công ty big tech có mặt ở Việt Nam là cái thứ nhất. Cái thứ hai là họ không biết là những công ty này có thuê PM và PM đây làm gì. Thì mình có vô tình mình biết được một người làm ở những công ty đó. Thì ở công ty Việt Nam có rất là nhiều big tech nha bạn, có Acer nè, có IBM nè, và một số công ty Microsoft luôn, công ty cổ điển á, mà nó sẽ đi bán sản phẩm là chủ yếu. Thì mình gọi là sales side company, nó sẽ không có văn phòng R&D. Thì những người này á, thường là background là dân sale thuần luôn á. Họ sẽ own profit and loss, hay là gọi là P&L, là một cái practice của những công ty bán hàng nói chung. Họ sẽ own team marketing và go to market có thể là content writer, là event, tổ chức event, hoặc là những cái công ty mà partnership để mà sale. Và họ sẽ là nắm công việc là sale management role, có nghĩa là họ sẽ sale và quản lý tất cả mọi thứ liên quan đến sale của cái sản phẩm đó. Dạng thứ hai á, là PM industrial manufacturing company, ở đây thì mình gọi là PM luôn ha, chứ không phải là BO. Thì thường là họ own cost and time và play cái role là project management role. Thì cái cost and time này á, nếu mà bạn từng có làm hardware thì có thể bạn sẽ familiar, các bạn có làm hardware thì bạn familiar với cái này hơn. Thì tại vì khi mà manufacturing á, cái mà input labor đầu vào và đầu ra á, nó sẽ được tính bằng man hour, nó sẽ tính bằng giờ làm việc của công nhân, và sau đó là tính là value theo giờ luôn. Và cuối cùng thì cái PM mà mình nghĩ là mình sẽ muốn hướng đến nhiều hơn là PM in product company ha. Thì cái PM in product company này thường sẽ own product và có thể impact sale, nhưng mà cần team sale để coordinate cái đó. Nhiệm vụ chủ yếu của các bạn sẽ vẫn là làm product và làm product thôi. Yeah. Ok, thì ở đây mình sẽ đưa ví dụ ra từng cái cụ thể nha, cái JD mà bạn có thể gặp phải luôn, để tùy theo định hướng công việc hoặc là tùy theo định hướng thì bạn có thể hiểu xem là những cái nào khác nhau như thế nào. Thì case study ở đây là PM in sales side company. Bạn có thể thấy nó là big tech đi, IBM, Microsoft Việt Nam, hoặc là làm việc công ty Pharma, hoặc là công ty FMCG. Thì như bạn có thể thấy là một cái mẫu JD ở đây á, là họ sẽ làm long term strategy và brand management nè. Họ làm partnership and consumer nè. Họ sẽ làm portfolio across channel và efficiency category, budget management and forecast. Đây là những cái dòng gọi là thuần về sale. Nó là những cái keyword cho sale, và họ sẽ chủ yếu công việc sẽ làm sale và manage những cái channel để làm sale. Thì cái artifact mà thường dùng trong những cái buổi họp mà quý hoặc là báo cáo á, và cái artifact bạn quan tâm nhiều nhất đối với tư cách là cái sale manager như thế này, PM như thế này, thì sẽ là P&L. P&L là viết tắt cho profit and loss, và thường là cái cost sẽ có P&L cuối tháng hoặc là cuối quý để báo cáo với cross team function. P&L khá là dễ để nhìn, thì chủ yếu là nó sẽ có input đầu vào là total revenue nè,
có được một bước sâu nè, đó thì bạn sẽ biết được là cái gross profit của bạn như thế nào. Đồng thời bạn sẽ tính được cả operation expenses, operation expense, nó bao gồm tất cả những chi phí về salary, rent, depreciation của sản phẩm, của nhà, của hàng hóa của bạn và utility. Nó là tất cả những gì bạn cần để học hoạt động. Sau đó bạn tính thêm tất và thêm một số cái nữa thì bạn sẽ ra net income. Thì cái về cái hướng đi này thì thường là những người này sẽ chủ yếu là phần sale, lợi nhuận công ty và ăn khá là mạnh về phần doanh thu, và đồng thời là họ sẽ đi lên làm nhánh sale luôn, là CEO, là chief, C-level của họ là chief revenue officer. Ok, ví dụ thứ hai á, là nó sẽ khác nhau là ROI của một cái outsourcing hoặc là manufacturing company. Thì ok, cái này là hơi weird, cái này là mình đưa một cái ví dụ là nó là product manager, nhưng mà thực ra đó là tuyển project manager ha. Và cái này project manager của bên software, nhưng mà nhìn chung cái project manager nó sẽ nhìn như thế này, có nghĩa là bạn sẽ phải collect requirement, bạn sẽ phải cost estimation của project và feature, bạn sẽ phải làm technical certification, prioritize, đặc biệt là time management gồm estimate, timing and control deadline. Đó là những công việc mà bạn sẽ tính được cái revenue investment. Và công việc này khá là straightforward, tại vì công việc này gần giống với một cái role project manager mình đã từng làm rồi, project slash product. Tại vì trong cái công ty đó nó sẽ vừa manufacturing luôn, và lúc đó mình sẽ có những cái bài toán và tính toán là ví dụ như scale cái này lên 100 ngàn sản phẩm, mình tìm nhà máy thì bây giờ mình làm như thế nào tính ROI. Thì thường khá là đơn giản, bạn sẽ có một cái artifact gọi là timesheet. Ở cái time sheet đó, thì bạn sẽ input tất cả các thời gian làm việc của những cái labor của bạn, bao gồm kể cả dev, kể cả nhân công lành nghề, kể cả mọi người input vào là labor time. Và bạn biết được mỗi cái giá trị time này tương ứng với bao nhiêu tiền. Thì cái đó gọi là manual cost. Thì thường là bạn map hai cái này lại với nhau thì bạn sẽ biết được tổng thời gian bạn tốn và tổng cái value mà cái thời gian đó bạn tốn. Đó là input đầu vào một bên, và đồng thời tính thêm cả mấy cái expense nữa. Thì khi mà bạn so sánh với tổng value đầu ra thì bạn sẽ biết được là cái sản phẩm của bạn lời lỗ như thế nào, công ty bạn lời lỗ như thế nào. Cái này sẽ liên quan đến một cái strategy khác mà trong sản phẩm, mà thậm chí là cả sản phẩm về software hay là công ty product cũng phải tính đến. Có nghĩa là nó sẽ tính đến cái chuyện là cái cost của product là bao nhiêu, và có một strategy để tính giá là cost plus. Có nghĩa là bạn biết cái sản phẩm của bạn đi, ví dụ như tiền hosting domain một năm tốn 100 ngàn đô á, thì bạn không thể nào bán sản phẩm của bạn dưới 100 ngàn đô được, ví dụ vậy. Thì bạn sẽ tính từ đó lên, nó gọi là cost plus. Và cái này là cách basically để tính cái đó và tính cái ROI của cái effort của team nào đang làm. Thì practice này nó hay ở nằm ở công ty outsource hoặc là manufacturing hơn. Ok, thì ở công ty ROI, ở product company á, cái này là khó tính nhất. Theo mình thấy là khó tính nhất, sau khi đã làm cả project manager, product manager, và sau khi đã biết cả ba cái role này, thì mình thấy ROI trong product company của một PM nó khó nhất. Thì mình thường làm hai cách. Cái thứ nhất á, là mình prioritize dựa trên ROI. Nó có hai chục thôi, customer value và time to build. Thì mình biết hết tất cả những cái project và feature mình muốn làm rồi, mình sẽ estimate ROI bằng cách là customer value. Ví dụ như có user ask for cái này bao nhiêu tiền, hoặc là cái thị trường này lớn bao nhiêu. Ví dụ mình hypothesis đi, mình chiếm được 5 tỷ trên thị trường, mình có 1 tỷ đô, đúng không? Ok, good. Thì cái time to build là gì? Nếu mà 10 năm á thì ok, nó có thể không good lắm, nhưng mà nó có thể 5 năm. Ok, cái này ROI rất là cao, này là trước. Đồng thời là bạn apply một số constraint nữa, ví dụ như một số cái phải làm trước một số cái. Ví dụ như cái iPhone đi, thì bạn phải làm cái màn hình trước, sau đó bạn mới lắp cái điện thoại. Hay là cái tool của bạn đi, bạn phải làm front end, back end, xong bạn liên lại với nhau, và sau đó bạn mới ra sản phẩm chính. Thì đó, thì bạn có thể sequence cái đó thành một cái return on investment, và bạn xem thử ví dụ như trong quý này bạn đầu tư cái nào. Mình thường dùng cái này để convince CEO mình làm cái feature nào trước, feature nào sau. Hoặc là thậm chí là hiện tại là mình đang build platform, có rất là nhiều product gọi là trên về mặt ID rất là hay, nhưng mà cái nào mình để làm trước thì mình sẽ dùng cái này. Ok, okay. Một số cái khác là mình muốn nói về cái metric của sản phẩm. Thì mình làm hơi over scope ở đây. Có nghĩa là bình thường á, trong cái công ty product thì thường là PM sẽ không làm những cái này, nhưng mà mình muốn phát triển mà business nên mình muốn học cái này luôn. Thì có hai value khá là quan trọng, ở hai metric khá là quan trọng mà cần quan tâm là lifetime value và cost of acquisition. Lifetime value bạn có thể hiểu là cái giá trị
brief lifetime value có thể là giá trị của cái một cái user tạo ra trong cái vòng đời của họ. Một cái vòng đời sản phẩm ở đây có thể là define là cái họ mua gọi là sao ta, họ mua cái license họ bao lâu đi, họ subscription bao lâu đi, họ subscription 3 năm, lifetime có thể là 3 năm. Cost acquisition là một cái term khá là thường dùng ở marketing, thì bạn tốn bao nhiêu để có một user. Bạn tốn bao nhiêu thì nó define là ví dụ bạn tốn là chi phí marketing nè, chi phí cho team marketing hoặc là những chi phí chạy quảng cáo đi, chi phí làm event thì nó là cost of sale marketing và divide trên số người bạn acquisition. Thì một cái success model á thường là có cái CIC nó nhỏ hơn cái lifetime value này. Có nghĩa là bạn đầu tư kiếm user, số tiền bạn đầu tư kiếm user ít hơn cái số tiền bạn nhận được từ user thì bạn là success model. Còn ngược lại là success model thì mình track khá là nhiều metric ngoài những cái metric về sản phẩm. Ví dụ như khi sản phẩm thì mình thường track là cái funnel, funnel đi, awareness, acquisition, activation, retention, referral, đó là nó khá là basic và mình thường dùng khá là nhiều. Ngoài ra là mình cũng track cái sản phẩm đó perform như thế nào, có thể là từng function engage như thế nào, và mình audit thường xuyên để xem thử cái function nào ít được sử dụng và function nào nhiều dùng để cải thiện. Còn cái những cái này á là thường là về mặt công ty nhiều hơn, nó sẽ là mặt coi được cái sản phẩm của bạn overall bạn có success không. Và ví dụ như sếp bạn có hỏi là ok làm cái sản phẩm này bây giờ bạn em có nhận xét là success không, thì bạn có thể trả lời khá là rõ thì cái ROI bạn đang lợi. Ok, thì có bạn nào có câu hỏi gì không? Sorry mình không có thấy được cái phần chat á nên mình nói khá là nhiều. Có Ngọc có một câu hỏi liên quan tới hồi nãy Vũ có nói về những công ty ở trong sales side á, thì Ngọc có hỏi là về mặt chắc là về quan điểm của Vũ á, thì mình nên tập trung vô trải nghiệm người dùng để mà drive cái sales hay là mình nên prioritize cái sales mà để mà trade off sacrifice đi cái trải nghiệm người dùng, thì quan điểm của Vũ về chuyện này như thế nào? Nếu mà bạn hỏi sales side đúng không ta? Sales side thì nó hơi đặc thù nha, cái đó là bạn nên hỏi về product, công ty product. Còn công ty sales side Việt Nam á, như mình nói là công ty sales side thường là họ chỉ bán không có văn phòng đi, kể cả bạn có thấy sản phẩm tệ họ cũng không sửa tại vì muốn gì là họ không có dép. Thậm chí kể cả AWS Việt Nam đi, thì mình có làm việc trực tiếp với AWS rồi, thì team họ có một đội solution architecture và cũng có đội dev, nhưng mà họ sẽ không có sửa hoặc là customization on demand nhiều đâu. Họ sẽ ưu tiên sale và họ sẽ target đúng cái target customer của họ, và những cái data đó sẽ đưa directly từ cái regional office. Bạn chỉ có thể tinh chỉnh nó theo region thôi, có nghĩa là bạn không hài lòng với sản phẩm á, họ kệ bạn luôn. Thì đó là reality thôi nha, cái đó là theo mình biết thôi á. Còn mà thực sự nếu mà bạn nói là cái câu chuyện của bạn là ưu tiên cái trải nghiệm người dùng hoặc là về cái sale á, thì cái đó thường nằm trong cái chuyện sản phẩm, công ty product như mình đang làm hoặc là ví dụ ngày xưa mình làm. Cái ý kiến của mình về việc đó nha, thì thiệt ra mình là tới các product manager á, mình không có muốn gắn cái ROI vào trong cái công việc product. Mình gắn cái ROI vào tại chỉ đơn giản là mình muốn làm nhiều hơn cái role product manager thôi. Thì cái mà mình thường làm á, mình sẽ muốn biết được là ví dụ như cái user request này hoặc là cái mục đích này có phù hợp với 80% user mà mình nhắm đến không. Nếu mà đại đa số user của mình nhắm đến á, thì mình sẽ cải thiện nó trước chứ mình không focus vào sale. Còn nếu mà cái này nó quá là niche đi, một ông chỉ muốn cái này thôi, thì mình sẽ không cải thiện với người đó mà mình sẽ focus vào cái đại đa số hơn. Thì đó, anyway là nó không phải là ROI là mọi thứ. Cái này depend nha, tại vì theo mình thực sự trải nghiệm là có một số trường hợp là sẽ có một số bên sale họ có quyền gọi là quyền đàm phán đi. Hiện tại ví dụ như bên mình có account Google, và account Google có thể là 1.5 triệu, 1.5 triệu một năm đi, ví dụ vậy. Thì nó quá lớn, 1.5 triệu một năm là quá lớn so với revenue công ty. Thì revenue công ty mình là công ty public thì nó cũng public rồi, thì nó là khoảng 50 triệu một năm. Chỉ là một công ty thôi mà nó khoảng 1/25 cái revenue của công ty năm đó, thì những cái demand của họ khá là khó để mà từ chối. Và thường những cái đó là mình phải negotiate để cho nó có một cái gì đó mà vừa fix vấn đề của họ mà vừa phù hợp với một số user khác nữa, chứ không chỉ dedicate cho họ. Đó, thì cái lúc đó thì cái bài toán giữa revenue và trải nghiệm người dùng nó sẽ rất là rõ. Mặc dù là nó khá là shitty, nhưng mà đôi lúc bạn cũng sẽ phải cho họ thứ họ gần cái thứ mà họ muốn. Yeah, cái đó thì mình nghĩ là nên gọi là tùy trường hợp để mà nói, khó để nói lắm.
Nhưng mà bình thường mình sẽ ưu tiên cái trải nghiệm người dùng cho 80% phần lớn user của mình hơn là cái revenue tức thời. Một trong những cái khó của làm việc làm product ở trong mấy công ty product là sale lúc nào cũng sẽ có thể đưa bạn một con số về prospect sẽ đem lại bao nhiêu tiền, nhưng mà không có ai nói bạn về chi phí cơ hội hết. Tức là làm cái đó thì mình sẽ tốn thời gian công sức, thì những cái thời gian công sức đó nó có thể được dành cho những cái gì khác, và những cái đấy thì nó mang lại cơ hội doanh thu như thế nào, thì mấy cái đấy nó rất là khó để mà gọi là quantify ra. Cho nên nếu mà đây là vấn đề về quan điểm thôi, trong một công ty làm product á, thì người ta sẽ đặt user value lên và hy vọng là giải quyết vấn đề của người dùng thì nó sẽ mang lại cái trao đổi giá trị về mặt tiền bạc. Còn thật sự nếu mà công ty đã muốn gọi là đi theo cái hướng sale rồi á, thì không có cách nào để mà argue đâu. Tại vì bây giờ giống như Vũ nói, 1 triệu đô làm cái feature này, 1 triệu đô một năm, trong khi đó mình đâu thể nào nói là tao build cái khác thì trong 10 năm tiếp theo tao sẽ thu lại cho mày 200 triệu đô. Ý là cái khoảng thời gian đó quá xa để mà make một cái argument nó convince. Cho nên là cơ bản là về quan điểm thôi. Còn vấn đề là khi mà bạn được hỏi là ROI của cái feature này như thế nào á, thì đằng sau câu hỏi đó nó cũng có một cái intention là làm ROI của mày bằng cái thứ mà tao đang muốn mày làm cho tao không, kiểu kiểu vậy. Đa số trường hợp là có, tại mình thấy đó thì có khi một cái khá là thực tế, aggressive hơn người đó thắng. Nhưng mà rất là khó khi mà cái người mà đề xuất nó lại là CEO của mày. Thì đó là mình từ trường hợp mình đó, thì bởi vì cái nói mình hay nói anh team lead của mình đó, là có nghĩa là thực ra là mỗi cái nghề có một cái khó với nhau. PM anh team lead mình bảo là PM không làm được, bảo là bây giờ ngồi bạn nói chuyện với nhiều người không mệt, thì bạn phải học cách negotiate khá là tốt. Nhưng mà cái hướng mà chọn theo cái growth hay là cái sale trực tiếp ấy, trước nghĩa là cái công ty cũ của mình bị dính phải, ban đầu thì nghĩa là mấy cái deal nó to hẳn nha, thì mới bảo là code ra những cái feature này xong rồi sẽ chốt những cái deal đấy là ok. Thế về sau là khi mà những cái deal to đấy thì nó enable được cái chuyện là một là dedicated customer support, cái thứ nhất, và cái thứ hai là cái chuyện code feature nữa. Thế nên là về sau ấy, khi mà và tại vì là chỉ có công ty đấy muốn mà, nên là bọn mình phải monitor một cái bản khác. Thế là gần như là khi mà mọi người chạy xong là gần như cái cost nó lên siêu cao luôn, nghĩa là cost nó là bao nhiêu customer support phải support này, xong rồi sau đó là cả một team gọi là dedicated team luôn, là team project nha, để define hẳn là team project luôn, là chỉ chạy dự án thôi, không phải là code product gì nữa đấy. Và sau kiểu những cái chi phí nó đội lên siêu nhiều luôn, thế nên cũng chưa chắc là lúc đấy đưa sale nha, đưa sale thì chắc chắn là nó sẽ tốt về mặt ngắn hạn, về mặt dài hạn đi cẩn thận. Có một cái câu chuyện hồi trước mình có làm một cái early stage startup, thì rất là sớm luôn, lúc đó là vừa build sản phẩm ra, thì vô tình có một cái customer mà nó hứa là một tháng nó sẽ trả mình 5.000 đô. Thì lúc đó CEO của mình mới hỏi mình là nhưng mà điều kiện của cái deal đó là mình phải build ra một cái bản software hoàn toàn customized. Thì CEO mới hỏi mình là với lại kinh nghiệm của mày thì bây giờ mình nên tập trung vô, tức là mình nên make cái decision là build cái customization đó, hoặc là mình dành thời gian để mà mình explore những cái định hướng về sản phẩm khác, mình tìm cái product market fit của sản phẩm. Thì lúc đó mình mới đưa ra một cái quyết định, đó là mình không làm cái customization đó. Thì thật ra giống như mình nói hồi nãy, nó chỉ là quan điểm thôi. Tại vì đối với mình đó, làm early stage startup đó, cái quan trọng nhất là bạn phải tìm ra được một cái sản phẩm mà nhiều người muốn, có một cái product market fit. Cho nên khi mà bạn làm ra một cái bản software mà customize cho một cái customer nhất định đó, thì thật ra là không chỉ có chi phí trong lúc build rồi, mà sau khi build rồi còn phải maintain, support, rồi testing nữa, các thứ rất là phiền. Thì mình về mặt quan điểm của mình đó, thì trong cái giai đoạn early stage của một cái startup đó, thì mình nên có một cái quan điểm nó rõ ràng về chuyện là cái mình muốn là gì. Tại vì nếu mà các bạn mở business để mà mình kiếm tiền thì ok, cứ làm thoải mái. Nhưng mà nếu mà gọi là startup á, để mà build sản phẩm á và tạo ra impact, tạo ra một cái value gì đó, thì quan điểm của mình là nên tập trung vô product market fit. Thì kết thúc của câu chuyện đó là 6 tháng sau đó, khi mà cái sản phẩm đó không có product market fit á, thì công ty mình sunset rất là dễ dàng. Nếu mà 6 tháng trước á, mà mình support cái customer kia, thì chưa chắc là mọi chuyện nó đã dễ dàng như vậy.
tại vì sẽ dính những cái vấn đề phiền phức về gọi là pháp lý nè, hoặc là maybe là có những cái sunk cost, như là mình đã có một cái sản phẩm mà có một thằng này làm đang sử dụng mà nó trả tiền rồi, thì mình sẽ không không muốn sunset, mình không muốn dừng nó, và mình không muốn pivot nhảy qua một cái sản phẩm mới. Thì đó là một câu chuyện thực tế về chuyện ROI hay là tập trung về một cái khác. Đúng là về chủ đề này, mình nghĩ là nó hơi khó trả lời, tại vì nó tùy scale, tùy tùy cái định hướng là bao nhiêu lúc đó và tùy vào tình hình tài chính này. Ở hết tiền thì mới nhận. Khá thực tế ha. Ok. Rồi để mình còn một số cái slide cuối thôi, thì bây giờ mình đưa bạn ví dụ về cái này gọi là investor relation, là vì công ty mình hiện tại đã là một công ty public trên sàn chứng khoán. Thì như có thể thấy á, thì một số cái metric mà CEO present ở đây á, thì cái mà mình có thể ảnh hưởng là cái nào? Ở đây nha, mình có AAA, những cái metric quan trọng hay AR subscriber retention và net dollar retention. Thì thực ra cái này chính là cái financial report mà bên mình sẽ report cho investor thường niên, thường quý, để xem thử là công ty có perform tốt không. Và mình có nói chuyện với anh CFO vô công ty này rồi, ảnh có ngồi nói cho mình về tất cả các metric của công ty đang theo đuổi và tại sao mình lại move theo hướng này. Ví dụ như một trong những chiến lược của công ty mình năm nay á, là move theo cái đường là ARR khác với lại revenue nha. ARR là recurring revenue á, thường là fit với những công ty theo dạng là subscription hoặc là software as a service như mình làm á. Công ty mình trước kia là cũng làm software, nhưng mà software của nó là bán transactional, cho nên là cái revenue nó không có recurring. Thì hiện tại cái chiến lược của mình là recurring, cho nên mình mới có AA. Ok, thì cái mà thực tế PM có thể impact ở đây á, không phải là AA impact trực tiếp nha, mình nói là impact gián tiếp thôi, chứ PM có thể impact gián tiếp với AA nhưng mà không thể impact trực tiếp được, là AA và AR subscriber. Nhưng mà cái mình có thể làm á, có nghĩa là AA subscriber retention, mình có thể mang lại retention. User retention càng cao á, thì họ càng renew sản phẩm nhiều và họ có thể là refer cho các, thì nó là good news. Hoặc là thậm chí là net dollar retention thì tùy thuộc vào cái người acquisition và số người ở lại, thì nó cũng là một cái gián tiếp đến mình. Thì như bạn có thể thấy đây là cái team của mình đang là ESG, ACAA. Thì những việc mình đang làm á, là validate new product nè, là mình tìm hiểu user need, họ có fit cái solution của mình offer không. Mình generate customer acquisition model with CAC, that is scalable. Thì mình đang chạy một số cái marketing campaign. Cái này là có thể là bạn làm hoặc là không làm nha, nhưng mà hiện tại là mình đang muốn làm, cho nên là mình được join cái team marketing luôn. Thì hiện tại là mình đang làm một số cái marketing campaign để mà chạy, để xem cái kênh acquisition nào là tốt nhất với CAC ok nhất. Đó, đồng thời là modernize text thôi. Thì đó là những cái công việc mà mình có thể làm và có thể impact trực tiếp đến cái role company. Và in the end of the day, khi mà bạn có financial report đó, bạn nhìn vào và bạn biết được là cái nào mà mình impact được và cái nào là mình gián tiếp impact, cái nào là direct và indirect impact. Ok. Ok, à, có comment không? Đúng rồi. Có một vài ý Vũ nói khá là thú vị. Thứ nhất là về mặt có những cái metric mà thông thường mọi người làm sản phẩm sẽ không gặp nhiều, như là lifetime value hay là CAC. Nhưng mà những cái đấy khi mà mọi người đụng vô những cái high level rồi thì maybe sẽ phải gặp. Thí dụ như lifetime value, mọi người có thể tưởng tượng rất là cụ thể là người dùng Tinder, một cái vòng đời của họ từ cái lúc mà người ta có vấn đề lên Tinder cho tới cái lúc mà người ta gặp được cái người mà match với họ, thì đó là 6 tháng đi. Thì trong 6 tháng đó họ sẽ dùng Tinder và họ sẽ trả tiền ideally. Thì lifetime value của họ là subscription monthly, cái số tiền của monthly subscription nhân với lại cái khoảng thời gian 6 tháng đó, rồi nhân cho discount hay là cái gì đấy. Cơ bản là vậy. Còn cost of acquisition là ví dụ như bạn chạy bỏ ad ra 1 triệu đô để mà acquire được 5.000 user, thì bạn lấy 5.000 chia 1 triệu, bạn sẽ ra chi phí của 1 triệu chia 5.000 chứ, bạn sẽ ra chi phí mà acquire của một user. Thì thường ở trong một cái công ty, nếu mà đụng vào phía finance, thì một cái metric mà CEO hoặc là những người khác sẽ rất là muốn optimize đó là
CIC trên lifetime value, thì có những cái strategy để làm chuyện đó. Ví dụ như đối với Tinder thì cái vòng đời đó, vòng đời tự nhiên của người ta là 6 tháng, nhưng bây giờ mình làm pricing mình bắt người ta trả tiền 1 năm thì cũng là một cách đúng không? Mặc dù nó không có lợi cho user, tại vì 6 tháng thì tìm được partner rồi, nhưng mà mình thích thì mình vẫn có thể làm chuyện đó. Thì thí dụ như là CAC thì nó ảnh hưởng tới marketing strategy, giống như mình thay vì mình bỏ tiền chạy ad thì how about mình invest nhiều effort về product marketing, mình làm những cái organic content và nó align với lại cái vấn đề để mà user họ có thể tự tìm tới, thì đó cũng là một cái chiến thuật để cải thiện CAC. Cho nên là những cái metric đó thì cơ bản là lúc mà mình bắt đầu làm product thì sẽ không gặp nhiều á, nhưng mà càng lên những cái tương đối high level như là pricing strategy hay là company strategy hay là marketing strategy, nói chung là strategy nói chung đó, thì sẽ đụng khá là nhiều. Cho nên biết thì chắc không thừa đâu, nhưng mà mọi người cũng giữ trong đầu là những cái metric này thường không phải là những cái mà nó chi phối cái cách mình làm sản phẩm, đặc biệt là trong những công ty làm sản phẩm á. Tại vì nếu mà mọi người tập trung quá nhiều vào những cái financial metric này thì rất là dễ để mà đưa ra những cái quyết định nó không tốt cho user, giống như những cái nãy mình nói. By the way là AARR, cái acquisition activation retention á, cái khởi nguồn của cái nó cũng chỉ là một cách để mà cho investor nhìn qua và đánh giá được cái performance của một cái product thôi. Bản chất mình nhìn vô retention mình chả làm được gì hết, tại vì nó quá là lacking, nó là phía sau. Cho nên mình vẫn phải bóc tách giữa những cái mà mình trực tiếp điều khiển được với những cái mà giả thuyết mà mình nghĩ là đụng vô cái này cải thiện thì nó sẽ tăng cái kia như thế nào. Thì mấy cái đó nó cơ bản là nó rất là bất định. Thì cũng chỉ làm product thì cũng chỉ somehow ôn được một phần nào đó thôi. Yeah, thì chia sẻ thêm một số suy nghĩ. Mọi người có hỏi gì không? Oh, Ngọc lại có câu hỏi kìa. Ok. Chắc là em thấy em hỏi nhiều. Tự nhiên đi em ơi. Em có đọc trong sách gần đây á, là đối với công ty startup mà chưa get được product market fit á, thì cái quan trọng nhất mà cần phải optimize trước khi mà đi đến acquisition hoặc là conversion là retention rate. Thì em không biết là với kinh nghiệm của mọi người á, thì từ trước đến giờ cái retention rate á, nó có easy để nó optimize hay không, và có đúng là mình cần phải optimize retention rate để mình đạt cái product market fit trước khi mình mua sang những cái metrics về revenue hay không? Câu này coi xong có chuyện clear better luôn. Ok, ấy là anh có một vài ý để sắp xếp lại. Thứ nhất là có nên optimize retention hay không á, thì chắc chắn là có. Ý là argue cái chuyện đó nó chắc là không ai argue ngược lại đâu, nhưng quan trọng là làm cách nào. Trong thực tế mà nói á, thì khi mà em làm một cái startup á, thì startup là một cái gì đó nó rất là bất định đúng không, cho nên là mình sẽ không biết trước được là nó như thế nào. Thì khi mà mình làm một cái sản phẩm mình tung ra thị trường á, thì hiển nhiên là sẽ có những người mà nó sử dụng nhiều, có những người sử dụng thấp. Thì khi mà mình nói tới retention á, thật ra là cái metric đó nó nhìn vô nó không nói được gì hết trơn. Thí dụ như retention của em 20%, nhưng mà em có 5 người xài mỗi ngày versus là 100 người là cứ một tháng mới lên lần, thì retention nó cũng không nói lên ý nghĩa gì. Cho nên cái mà nó actionable ở đây á, là mình suy nghĩ về cái trao đổi giá trị của cái sản phẩm mình, tức là khi mình tạo ra cái sản phẩm đó mình muốn tạo ra giá trị gì và cho ai. Thì trong làm startup nó có hai cái risk thôi. Thứ nhất là value risk, là sản phẩm mình làm không có giá trị. Thứ hai là growth risk, là sản phẩm mình có giá trị nhưng mà không đủ nhiều người có cái vấn đề đó để mà cái giá trị đó nó mang lại một cái mô hình doanh nghiệp nó sustainable. Thì mình nên tập trung vô cái giá trị trước, và nó lại đi ngược về những cái rất là hiển nhiên thôi. Nó define coi là mình giải quyết vấn đề cho ai, xong rồi sản phẩm của mình giải quyết vấn đề đó như thế nào, và tập trung vô. Và khi mà mình tung ra cái sản phẩm với những cái giả định đó, thì những cái người mà mình nghĩ là sản phẩm mình giải quyết được
thì người ta phản ứng như thế nào. Thì đó là những cái nó rất là định tính, và đó là những cái mình điều khiển được. Còn trong một cái startup mà tung sản phẩm ra thị trường, chắc chắn thế nào cũng có những cái người user họ đến xài chỉ vì nó hay hoặc là vì một cái lý do nào đó mà họ không nhận được giá trị cho từ sản phẩm theo một cái cách nó thường trực. Cho nên mình phải bóc tách ra được là những cái người user nào là những cái người mà thật sự nhận được sản phẩm, và họ là ai, họ có giống với những người mình nghĩ hay không. Đa số trường hợp là không. Đa số trường hợp là mình nghĩ ra một cái gì đó mình tung ra ngoài, nhưng mà những người sử dụng sản phẩm của mình turn out là lại không giống những gì mình nghĩ. Thì lúc đó mình lại có một cái bài học để mà mình đi tiếp. Cho nên cái cách frame câu hỏi không phải là nên improve retention hay không, mà là câu hỏi ở đây là mình đang giải quyết vấn đề cho ai, tạo ra giá trị gì, và những cái đấy nó có thật sự đúng hay không dựa theo cái feedback từ thị trường và user khi sử dụng sản phẩm. Thì anh nghĩ là anh phải cái ý thành tương đương, tức là như này nhé, không phải là có nên tăng cái retention không, nó cũng hỏi là giống như hỏi công ty có nên tăng revenue không, chắc chắn là nó có rồi, nhưng mà ý là nói cái này nó không actionable ấy. Tuy nhiên cái lý thuyết đấy chắc chắn là đúng rồi, ý là cả một cái chuyện là khi mà start một business nó sẽ có hai cái như vậy, thì nói là value và growth, thì lúc nào phải build value trước, xong rồi value đó xong rồi mình mới đi thử xem là ở cái market nào nó có thể fit được. Và kiểu cái thứ hai, cái này mình thấy mọi người nó cũng dễ nhớ, tức là khi mà mọi người nhìn cái funnel ấy, bắt đầu là acquisition này, xong activation này, retention này, thì đấy là cái cách mà user người ta đi lại, đúng không? Nhưng mà khi mà cách mình build, mình phải build ngược lại. Và đấy là đúng là sẽ có cái retention trước, làm sao để người ta nhận ra cái value, người ta ở lại, xong rồi mới bắt đầu là tiếp hai cái ngược lại ở bên trên là activation rồi acquisition. Thì tóm gọn nó lại là như thế. Thì có retention nó siêu quan trọng, nhưng mà chỉ nhìn retention thì nó không actionable. Ok, chắc mình cũng có input rồi. Cái này thì ok, mình nghĩ là mình đồng ý về cái việc là luôn luôn nên increase retention ha. Nhưng mà quan trọng là bạn muốn gì vào thời điểm đó. Cái này là mình nói là một ví dụ khá là thực tế, là tại vì thậm chí bây giờ hiện tại mình đang có 3 sản phẩm đi, là PSG. Một sản phẩm trong đó nó không có retention. Nó không có retention metric tại vì nó không có retention. Nó chỉ đơn giản là một cái top of the funnel product thôi. Và mình chia sản phẩm ra là 3 giai đoạn là sản phẩm luôn. Thì hiện giờ sản phẩm đầu tiên của mình là top of the funnel. Và cái mục đích chính của nó là chỉ là acquisition user thôi. Thì mình không track retention. Cái duy nhất mình track là bao nhiêu user vào trong khoảng thời gian như thế nào. Và sau đó thì nó conversion qua sản phẩm tiếp theo như thế nào. Và chỉ vậy thôi. Nó sẽ không làm lại sản phẩm đó. Thế nên nó không có retention. Cho nên banner ở đây á, mình nghĩ là mọi question nên được đặt đúng context và fix được từ đó. Nhưng mà retention luôn luôn là một metric rất là quan trọng nếu bạn chắc được. Hân có câu hỏi là xác định nó star metric như thế nào? Lúc mà Vũ làm mà thì Vũ có đề ra nó star metric của những cái sản phẩm Vũ đang làm. Not star metric thực ra khá là tricky nha. Mình nghĩ not star metric nếu mà xác định được á, thì nên làm. Nhưng mà in the end of day, cái not star này nó vẫn là chỉ là một framework trong các framework khác. Hiện tại á, thì mình chủ yếu là track, thứ nhất là funnel, thứ hai là những cái behavioral, có nghĩa là tất cả những cái mà user act trên sản phẩm làm như thế nào và họ có đụng đến những các activation point của mình không. Thì hiện tại là mình đang không dùng not star metric. Tại vì ok, mình nghĩ là có thể là tại vì mình đang ở trong một cái giai đoạn mà cái sản phẩm mình chưa xác định được cái value cho user là gì, mình đang fix được ra, cho nên chưa có hai concept về cái not star này. Ok, yeah. Thì chắc là em có input ở phía early developer với cả một sản phẩm cũ, thì em thấy hai cái keyword mà anh nên focus nhất là một là cái value, với cả hai là cái vision của cái sản phẩm là gì. Giả sử như a little better nhá, thì cái problem của a little better mà a little better muốn à không a little optimism là một cái sản phẩm thôi, thì bọn em muốn giải quyết là người dùng có thể sustain được một cái practice healthy, thì nó là cái từ sustain nhá, thì nghĩa là bọn em rất là nghĩ sâu về cái chuyện là ở value nó cung cấp là gì. Cái từ cái chuyện sustain đấy thì bọn em mình define ra là đấy là cái task mọi người sẽ làm hàng ngày, tại vì là kiểu muốn mọi người engage hàng ngày, cứ làm cái practice sẽ liên tục,
thì sau đó thì ví dụ làm hàng ngày thì sẽ là bao nhiêu thì là đủ. Thì ban đầu thì tính là sẽ là tính theo tuần, nhà tuần thì nhiều quá thì sẽ tính là 5 ngày. Thì ví dụ nhà 5 ngày thì 5 ngày trong 1 tháng thì có nhiều à, có đủ không? Thì là ít quá. Thì đấy thì sẽ tăng lên là 5 ngày trong 1 tuần gần nhất. Đấy thì hiện tại bây giờ là số lượng user sử dụng 5 ngày ít nhất 5 ngày trong 1 tuần gần nhất. Đấy thì nói chung là đấy là cái output nhá, như là cái not sign nhá. Còn cái input thì nhiều từ những cái feature, ví dụ như là cái lượng người dùng input history, thường thường là những kiểu cái feature usage ấy, nó là cái input, xong sau đó nó contribute cho cái output như nào. Thì nếu mà cái nào mà bọn em không thấy cái correlation thì bọn em gần như là queue cái feature ấy luôn, không có nhiều. Thì đấy là cái Nostar metric cơ bản. Còn làm chuyên môn thì em nghĩ chắc nhiều lắm, mọi người có tổ chức workshop xong rồi đủ thể loại cả. Thầy lên bước một xíu, tức là cái câu hỏi làm sao đã đạt được Nostar metric, thành nghĩ nó là một cái framing nó hơi lacking. Quan trọng không phải Nostar metric là gì, mà quan trọng là cái giá trị mà mình muốn tạo ra cho user theo cái cách mà nó sustain được doanh nghiệp. Tại vì Nostar metric là gì thì nếu mà ai chưa biết thì Nostar metric nó là một cái metric ở trong product mà nó chung hòa được cả product strategy và business strategy. Business strategy là về cost, tăng revenue, giảm cost các thứ. Product strategy là về phía mang lại giá trị gì cho người dùng. Thì cái Nostar metric nó là một cái thực thể lý tưởng á, mà nó chung hòa được giữa hai cái đấy. Về câu hỏi đây là cái giá trị mình muốn tạo ra cho user là gì, và cái giá trị đó nó có tạo ra được đủ cái giá trị cho doanh nghiệp hay không á, thì khá là lacking. Thì ngay từ ban đầu mình không thể nào đạt được một cái Nostar metric mà nó đúng với thực tế, chắc chắn là không. 100% mình chưa từng thấy ai trên đời này làm sản phẩm lần đầu tiên hoặc là mới làm một cái startup mà đặt ra một cái Nostar metric thành công hết. Thì cái point ở đây là những cái mà nó mang lại giá trị cho user là gì. Đó là một cái hypothesis mình phải kiểm định từ cái việc mình iterate. Xong rồi những cái giá trị đó cho user có làm cho họ đủ trả tiền hoặc là cho những cái giá trị khác để mà sustain cái business của mình hay không, lại là một cái hypothesis khác mà mình phải để ý. Thì đó là những cái mà nó actionable và những cái nó rất là định tính. Thì ở đây mình không nói hơn specifically, mà mình đang nói về hệ tư tưởng là con người mình thích kiểu có cái xu hướng thích cái sự rõ ràng đó, và thích kiểu quy đổi ra con số đó. Nhưng mà đôi khi có những cái nó rất là bất định và không thể nào làm được chuyện đó. Cho nên trong lúc mà làm những cái early stage startup á, thì khá là định tính. Còn khi mà công ty đã có product market fit rồi á, và mình đã có được một cái sense về cái chuyện sản phẩm mình tạo ra giá trị như thế nào cho người dùng và doanh nghiệp á, thì lúc đó mình có thể dùng Nostar metric để mà mình capture cái sense đó. Tức là nó là cái đến sau á, nó không phải là cái mà mình ngay từ đầu mình đặt ra để mà mình action được, mà nó phải đến sau, từ những sau khi mà mình action và mình learn được từ user và business market để mà mình form được cái đấy. Thì cách để làm chuyện đó là chỉ có thử sai thôi, chứ nếu mà có công thức thì chắc là ai cũng làm tỷ phú hết rồi. Đúng rồi, cái point của Hưng nói là đúng, là mình phải find out chứ không define từ đầu á. Thì ấy là find out như thế nào thì đó là câu chuyện là mình phải iterate và mình phải bắt đầu từ một cái giả thuyết. Thì ý là những cái mình điều khiển được thường nó rất là obvious á, là mình có cái giả thuyết gì về việc sản phẩm tạo ra giá trị và mình coi cái giả thuyết đó đúng hay không. Đúng rồi thì mình bắt đầu mình tính tiếp, còn không đúng thì mình phải đi tìm lại một cái giả thuyết nào đó mà nó maybe nó make sense hơn. Cho nên đó là về Nostar metric thì input của Thành là vậy. Cái này về kinh nghiệm của mình thì mình cũng có trả lời hơn rồi á. Thì thiệt ra về kinh nghiệm của mình là dùng Nostar thường là bạn phải tie nó với cái business model. Cái ví dụ mà bạn đang nói đi, ví dụ như là metric mà user nhận value
thì theo mình nó khá là giống với activation. Activation là cái thời điểm mà user nhận value từ sản phẩm. Nhưng mà cái Northstar nó sẽ đi thêm một cái extra step nữa. Tại vì Northstar nó thường sẽ gắn với cái chuyện là user sẽ convert thành user chính thức của mình. Thì nó sẽ gần với lại cái business model. Ví dụ của công ty mình đi ha, thì hiện tại là ví dụ như mình đang bán cái sản phẩm là reporting. Thì mình đang figure là không biết là nên bán là mua đứt bán đoạn luôn. Có nghĩa là reporting là họ thường là sẽ không có dùng lại, họ dùng một lần thôi, report cho cả năm. Hay là mình bán subscription. Nếu mình bán subscription, mình có bán theo tier không? Mình bán tier như thế nào và mỗi tier nó có hành động khác nhau không? Vì ví dụ hành động khác nhau thì rõ ràng các activation ở đây nó rất là khác nhau. Cái Northstar đấy nó là khác nhau tại vì mỗi cái có một activation khác nhau. Nếu mà mình nói là Northstar là một cái value quan trọng nhất của một công ty nên track để mà làm sản phẩm á, thì thường nó phải mang tính phổ quát rất là lớn. Cho nên là đó, theo kinh nghiệm của mình là rất là khó để xác định ở những cái công ty mà đang figure ra như mình, và mình phải đúng là phải experience thử. Với lại cái Nostar Metric mà Hương đưa ví dụ á, là lúc mà họ swipe right và match được với người khác á, thì câu hỏi ở đây là nó có correlate với cái business success hay không? Thí dụ như là thành làm bản free mà nó giải quyết được vấn đề này thì nó có tăng doanh thu cho business hay không? Vậy thì ý là mình bàn với nhau thì nó sẽ có nhiều cái mà mình kiểu assume được á. Thì thí dụ như là đối với Tinder đi, thì Thành nghĩ là cái Nostar Metric ở đây á là số người bắt đầu swipe sau khi họ đã match được với những profile trước kia và có ít nhất là 5 cuộc đối thoại. Thì tại sao mình chọn như vậy? Tại vì nếu mà họ match được với người trước rồi và họ có conversation rồi, tức là họ đang tìm hiểu nhau, nhưng sau đó họ lại đi lên, họ quẹt nữa, thì tức là cái đó nó không có work out và họ tiếp tục sử dụng sản phẩm để làm chuyện đó. Thì với cái đó mình có thể mình làm một cái premium tier gì đó cho Tinder mà nó tăng cái khả năng á, mà cái bạn đó sẽ tìm được những cái người mà không giống hoàn toàn với những cái bạn đó muốn, chỉ vừa đủ để bạn đó explore thôi, nhưng sau đó sẽ rớt để bạn đó tiếp tục, bạn đó xài tiếp cái gói premium của Tinder. Thì thí dụ như một cái Nostar Metric là mình nếu mà mình BM ở đó mình có thể đặt như vậy. Đương nhiên là cái tricky ở đây là nó phải vừa tạo ra được giá trị cho user và nó phải vừa tạo ra được giá trị cho business. Cái ví dụ mình nói là nó đã cán cân, nó đã nghiêng về phía business rồi, nhưng mà có nhiều công ty họ vẫn làm như vậy. Thì nó là strategy của họ thôi, không đúng không sai. Yeah, cái point đó cũng hay. Ý là mình nghĩ nếu mà mình có một cái counter của mình thì mình có thể nha, ví dụ nha, mình có thể đặt cái Nostar Metric ở đây là một người swipe 10 lần trong một ngày và không tìm được ai hết thì họ sẽ swipe tiếp, đúng không? Ý là đó, bởi vậy mình nói là Nostar Metric nó khá là tricky. Tại vì thực ra cái mình mới nói là cái thằng mới nói thì nó đều ảnh hưởng tới cái chuyện mà user muốn mua sản phẩm để mà giải quyết vấn đề của họ, và chứng tỏ là họ tiếp tục dùng á, họ cũng chứng minh được là cái chuyện mà họ đang kéo sản phẩm nó tốt và họ nhận cái nó có value nhưng mà chưa có cho họ thôi. Nhưng mà đối với Tinder nó càng tricky hơn á, là tại vì nếu vấn đề của họ được giải quyết là họ không xài sản phẩm nữa. Nó tricky hơn ở chỗ đó nữa. Cái đó là vấn đề mang tính hệ thống của những cái dating app. Đúng rồi. Thí dụ như hồi xưa mình làm sản phẩm ở công ty cũ, thì mình có đặt ra một cái metric là Nostar Metric là ở Carolina thì số người chạy một cái test suite thành công lần đầu tiên, thì mình thấy nó khá là work. Tại vì nó có correlation rõ với lại cái chuyện người ta tiếp tục quay trở lại sử dụng sản phẩm của mình. Và cái metric đó nó cũng thể hiện được luôn cái giá trị của người dùng. Tại vì họ phải biết sử dụng sản phẩm, họ phải biết tạo test, họ phải chạy được test, và cái test đó phải chạy pass. Thì tất cả những cái điều kiện đó nó mới làm nên cái việc là họ đã nhận được value. Thì sau khi mà mình thử sai rất là nhiều metric đó, thì mình đến được cái metric đó và mình cảm quan của mình là nó work. Thì mình dùng cái đấy để mình làm Nostar Metric. Thì đó là ví dụ trong một cái ngữ cảnh B2B SaaS. Thì thường nó sẽ là một cái metric mà trung hòa giữa product strategy và business strategy. Nó trong sách vở luôn á, nó là vậy. Nhưng mà trong thực tế thì khó lắm. Với lại một cái nữa về Nostar Metric mà mình không thích á, đó là nó đơn giản hóa quá. Nó đang assume là có một cái, thứ nhất là có tồn tại một cái metric như vậy, và cái thứ hai là nó có thể break down cái metric đó thành những cái mà nó affect. Thì thật ra trong thực tế mình thấy ít khi nào như vậy lắm. Thường thường là
có rất là nhiều input mà nó ảnh hưởng tới những cái output khác nhau, rất là theo một cách nó rất là khác. Cho nên cố gắng đi tìm một cái nó star matrix mà kiểu thật sự là nó là giống như chân ái và mình all in, mình dùng nó để mà đưa ra quyết định đó. Mình thấy cái đó nó không practical lắm thì đó là một cái ý trong trong thực tế mình. Tại vì mình lúc mà mình nghe cái North Star Matrix này mình cũng rất là áp dụng rất là nhiều, và càng áp dụng mình càng nhận ra được cái hạn chế trong thực tế, tại vì nó đơn giản hóa thực tế quá là nhiều, và nó không actionable. Nó chỉ actionable sau khi mình figure out được cái gì tạo ra giá trị cho user và tạo ra giá trị cho business thôi. Mà khi mà mình đã làm được chuyện đó thì mình gọi nó star matrix hay là mình không gọi nó star matrix thì nó có ảnh hưởng hay không á, thì nó cũng vậy à. Nên là đó là một góc nhìn. Kia còn ai có câu hỏi không? Hôm nay nhiều cái để bàn ghê. Thực ra là một khá là thú vị. Thực ra là hồi đó mình thấy có một cái khá là thú vị á, tại vì không có một framework nào nó fit cho tất cả. Thực ra mọi thứ đều là speculation dựa trên context của bạn và những cái hiểu biết của mình thôi. Và hầu như là mọi startup và mọi product manager trên đời, nếu mà bạn không có thử và sai một số lần thì cũng không hẳn bạn là product manager, còn bạn là đúng lucky. Đúng rồi. Cho nên một cái tức là một cái chỉ giáo của chuyện làm product mà tốt hay không là bạn đã fail nhiều chưa. Chứ thành công thì dễ lắm, thành công thì chỉ cần may mắn thôi. Nhưng mà bạn càng fail nhiều thì khả năng cao là bạn học được nhiều. Mình fail cũng nhiều lắm, cho nên giờ mới đi dạy. Chứ thành công thì để làm đã làm CEO của công ty chưa đâu rồi. Mình bắt đầu á. Okay. Mình thấy hình như Ngọc với Nhi có câu hỏi gì về cái persuasion skill hả? Ok, cái này thực ra kinh nghiệm thực tế của mình nha, thì mình có đi hỏi về cái cách mà persuasion đó. Thì mình thấy cách hiệu quả nhất là thường là data driven. Tại vì nếu mà bạn làm trong một công ty tốt á, mọi người thường là có niềm tin vào những thứ dẫn chứng thực tế hơn là cái chuyện mà bạn nói về cảm xúc của bạn. Ví dụ như bạn nói là đang có một cái data rất là cụ thể và ping lên cái này nó đang khá là cần user đi. Có nghĩa là user game mà rất là tốt nhưng mà hiện tại ít user dùng cái này, thì ok, mình có thể làm thế nào đó để hiện lên cho user. Thì đó là cách vision rất là hiệu quả. Một cái khá là mình có một cái cuốn sách gọi là Never Sleep the Difference đó, thì nó là về negotiation nói chung, nó không hẳn là PM, nhưng mà cuốn sách nó cũng khá là tốt nữa. Nếu mà bạn muốn đọc chị kinh thám cũng đọc khá là vui. Thì trên thực tế rất là khó mà để buy in tất cả mọi người, thì cần thời gian, bạn cần phải build trust trong team, bạn cần phải act như là một người mình có một cái blog khá là tâm đắc là who bring the donut á. Thì thường là trong team á, PM phải bring the donut to the team. Bạn là một cái individual contributor nhưng bạn vừa là những người phải là quan tâm, caring và gọi là support, hỗ trợ team, thì team sẽ buy in bạn nhiều hơn, team sẽ có build relationship tốt với bạn, thì công việc bạn sẽ dễ. Thì thường đó là những cách mình áp dụng vô situation. Chứ còn thực tế mà nói chính người Mỹ, còn một số công ty mình thấy discord rất là lâu, rất là dài, nó không có ra được kết quả gì. Thì cái đó khá là khó, cái đó mình cũng chưa có cách giải quyết hẳn. Văn hóa thôi. Có một cách nữa, tức là cái ý này nó có nghe sơ qua nó sẽ có vẻ conflict với ý của Vũ, nhưng mà thật ra nó không có conflict. Thì cái cách mà Hành làm hồi xưa để mà persuade, để mà thuyết phục á, là cho người ta cái context giống với mình. Thì Thành làm chuyện đó bằng việc là involve những cái người mà Thành cần thuyết phục vô những cái buổi user interview, để mà họ quan sát được là user sử dụng sản phẩm như thế nào, hoặc là khi mà usability test á, thì coi user nó struggle như thế nào. Thì thường á là tại vì con người của mình được build để mà thấu cảm, muốn hay không cũng có một cái cơ chế đó. Thì khi mà mình nhìn thấy người khác sử dụng và struggle, hay là mình nhìn thấy một câu chuyện thật, một cái dữ liệu, điểm dữ liệu thật, thì nó sẽ rất là, nó sẽ đặt mình, đặt cái context cho người ta cái context giống mình, để mà mình đưa ra những cái luận điểm thuyết phục. Đương nhiên là đó là một ý. Thứ hai là mình vẫn phải giữ những cái buổi user interview, những cái transcript đó, để mà mình có những cái data point mà nó khá là explicit, nó khá là cụ thể để mà mình make decision. Thì đó là một cách. Thì
thì thật ra là nó vẫn là data driven, nhưng mà data ở đây thì nó không chỉ là định tính định lượng mà nó còn là định tính nữa, thì cái đó cũng rất là quan trọng. Và cái sự khó của việc làm product á, khi mà thuyết phục người khác á, là tại vì khi mà mọi người làm product lâu á, mọi người sẽ có những cái cách suy nghĩ mà nó dường như nó tự tự gọi là build in ở trong đầu luôn, giống như mình sẽ luôn nghĩ về user đúng không? Nhưng mà cái đấy nó không 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 intuitive, nó không giả về đâu. Nhất là với là những người đến từ team sales, họ sẽ nhìn vô ROI, họ sẽ nhìn vô deal size. Thì khi mà mình nói một cái nó không có gọi là align với lại cái cách mà họ suy nghĩ thì họ sẽ rất là dễ hiểu lầm mình. Thì cách giải quyết ở đây là mình cố gắng học cái ngôn ngữ của họ, cố gắng hiểu được những cái khái niệm như là ROI nè, rồi ARR nè, rồi biết tại sao họ lại quan tâm đến những cái đó. Và khi mà mình biết những cái đó và mình có những cái cách suy nghĩ thiên về hướng product của mình á, thì mình sẽ càng dễ likely để mà tìm ra được một cái hướng đi mà nó có thể chung hòa được cả hai. Thì đó cũng là một ý. Mình nghĩ là cái này có thể nói chung được cho mấy cái việc kiểu negotiate. Đối với mình thì như là riêng các bạn cứ im, các bạn cầm một quyển sổ vào, xong các bạn ghi IDS hết tất cả những ý, hoặc chỉ hỏi người ta thôi. Cứ chỉ hỏi khi mà bạn nắm được hết cái thông tin rồi thì lúc nào cũng dễ lắm. Với cả nghĩ ở trong đầu, cẩn thận nghĩ trong đầu mình bị bias, mình tưởng là sếp mình đang cố thuyết phục theo ý A, nhưng thực ra người ta không phải thuyết phục theo ý A đâu. Có thể là kiểu A cái ý A này do thằng Thành làm, sếp không thích thằng Thành, sếp bảo không theo ý A, xong cứ đấy. Thế nên là mình nên là người cứ đi collect thông tin hết tất cả các thứ, xong rồi cuối cùng khi mà cuối cùng thì mình có hết cả thông tin, cả thông tin cứng lẫn thông tin mềm nhé. Lúc đấy thì nó sẽ ra nhiều cái hướng cho các bạn action. Yeah, với lại quay nó còn có vấn đề là bạn là tiếp người như thế nào nữa. Giống như mình với lại Vũ đánh giá tụi mình khá là thẳng tính. Thẳng tính theo cái nghĩa là khi mà nói một cái gì đó ra mà tụi mình thấy nó không hợp lý thì tụi mình sẽ phản bác ngay. Đương nhiên có những người cái chuyện đó không đến dễ dàng đối với họ, tại vì tính cách hoặc là background hoặc là cái gì đấy. Thì cái chuyện mà thuyết phục người khác đó, đôi khi nó là một cái solution cho cái vấn đề là bạn muốn giữ hòa khí và bạn muốn có một cái mối quan hệ tốt. Thì đôi khi những ràng buộc đó không cần thiết. Thí dụ như mình không cần phải có mối quan hệ tốt với sếp mình. Mình chỉ muốn tạo ra impact, tạo ra value thôi. Mình sẽ sẵn sàng đạp lên đầu. Đạp đầu. Ý là mình sẽ sẵn sàng mình lấn tới và mình đưa ra những cái dữ liệu, những cái narrative, những cái câu chuyện mà nó rất là make sense. Tại vì thật sự khi mà ở trong cái tình huống đó và người sếp đã không muốn bị thuyết phục rồi á, thì cơ bản là chỉ có hai cách thôi. Một là bạn làm những gì sếp bạn muốn, hai là bạn làm những cái gì bạn muốn xong rồi bạn chứng minh bằng kết quả. Thì mình thường mình làm theo cái hướng sau. Thì nó tùy người, ý mình là vậy. Personality các thứ nữa, chứ mình đi làm nhiều mình nghĩ là không cái đó cũng không phải cái chuyện thẳng tính đó, không phải ai cũng có, không phải đến dễ dàng với mọi người. Radical candor cũng hay. Bộ muốn share thêm về cái này không? Thì basically nó là một cái approach thôi, tại nhiều lúc nhiều người nó là phải phân biệt cái chuyện mà bạn đưa ý kiến constructive hoặc là bạn đưa ý kiến destructive nha, nó khác nhau. Nhiều người cảm giác như là ví dụ như mình là Thành, ok, nó thuộc về cái dạng khá là candor, khá là thẳng thắn vào những cái chuyện mà mình comment á. Nhưng mà thiệt ra cái chuyện mà mình comment cho người khác nó xuất phát từ cái chuyện mà mình care cho cái việc đó, mình care cho cái người đó, mình phát luôn. Thì khi mà cái chuyện mà bạn thẳng thắn á, gắn với cái chuyện mà bạn muốn nó tốt lên á, thì bạn là radio candor khá là tốt. Thì by the end of the day á, thì nó cái kết quả mà đầu ra của công việc của bạn sẽ là cái câu trả lời cho cái chuyện mà bạn làm đúng hay làm sai thôi. Nhiều lúc thì ok, mình cũng hơi nóng tính, nhưng mà cái chuyện mà mình nóng tính hay là cái chuyện mà mình như vậy á, nó thường xuất phát từ cái chuyện mà mình muốn mọi thứ thay đổi, mình muốn mình care cho cái người đó thì nó tốt hơn. Nó xuất phát từ cái chuyện care. Lúc nào cũng có giải pháp cuối là đổi môi trường.
để giải quyết vấn đề cốt lõi của không cần phải đi thuyết phục. lần chân. Nhưng mà vấn đề thuyết phục thì thật ra là ok, là mình nói một trong một cái ngữ cảnh ấy, là một cái câu chuyện thật đi. Thì hồi xưa á, lúc mà mình làm ở ở Calon đó, thì cái cách mà mình thuyết phục á, thường nó chỉ là về làm xong rồi đưa kết quả thôi. Có một câu anh CEO của mình ở Calon nói, tự nhiên là lúc lúc đó thì mình cũng trong cái ngữ cảnh đó thì nó không hợp lý, tại vì anh cũng không cho làm nhưng mà anh vẫn nói thế. Nhưng mà cái point ở đây là có một cái câu là ask for forgiveness not permission đó. Thì những cái công ty mà thật sự mà nó văn hóa mà nó cho phép mình làm điều đó thì mọi người cứ tự make decision, và nếu mà nó sai thì coi như mọi người sẽ coi nó là một cái bài học và cả công ty sẽ đón nhận nó. Đương nhiên là trong cái boundary, cái giới hạn nha. Nhưng mà làm BM có rất là nhiều thứ mình có thể tự make decision và mình phải tự trách nhiệm, chịu trách nhiệm với chuyện đó. Thì again là bất định mà, cho nên rất là nhiều khi mình sẽ làm những đưa ra những cái quyết định mà nó không có kết quả tốt. Thì lúc đó thì tùy vào việc mà công ty văn hóa như thế nào, và qua thời gian á, mọi người làm một trong một cái domain cho một công ty á, càng lâu á và càng sống được lâu á, thì cái quyết định của mọi người sẽ càng đúng hơn, given là mọi người chịu học. Thì đó cũng là một lợi thế của việc sống dai, kiểu vậy. Kia còn có hỏi nào không? Nãy giờ mình đã thuyết phục nè, rồi Nostalgia Matrix nè, có những cái khá là deep. By the way, Dương có nhắn nhưng mình cũng muốn sell luôn là cái gói live của mình có rất nhiều buổi discussion như vậy, cho nên bạn nào hứng thú thì sau khóa học full hãy mua nhé. Dạ, giả bộ đọc comment để mà quảng cáo luôn hả? Lòng lòng câu chuyện vào trong cái Cái nắp xin có thăm không? ngữ cảnh. Xin phép thăm thăm bitch một tí xíu nha. Thì chắc là mình để khoảng 5 phút nữa rồi mình sẽ wrap up bữa hôm nay ha mọi người. Tại vì nó đã giờ 90 phút cũng mệt á. Ok. Chắc mình còn một phần ngắn là thì mình share luôn ha. Cái này chủ yếu là cho mấy cái bạn mà đang trong early career hoặc là PM. Thì mình cũng muốn share một tí về cái career fireside chat. Thì tại vì nhìn nhìn chung á, bạn luôn phải có hỏi cái câu hỏi là why. What do you want? Why do you want that? Những là một PM thì biết tại sao ha. Thì thực ra cái nghề PM này nó offer khá là nhiều thứ mình nghĩ là tốt, đấy là trong mình. Thì Ủa, mình hình như có khả năng slide nó chưa lên hay sao? Cứ hẹn loading hoài. ok share lại. Ok lên chưa? Anh thử Ngủ xe thử lên xe. xem nào. Phổ thử xe lên coi. Ok không? Nó Hình như nó đứng đứng hay sao? Nó đang đứng hay sao? nó đứng hay là anh đang đứng đấy? Chắc nó đứng. Ok không sao đâu, chắc chắc để mình nói thật được cái này chỉ là chat thôi mà. Thì mình nghĩ là công việc PM nó offer mình khá là nhiều thứ ha. Mình có thể khả năng quản lý công việc từ sớm nè, kể cả mấy cái level entry như associate product manager, bạn có khả năng quản lý tất cả mọi số công việc. Bạn có khả năng là có thể học và làm rất nhiều thứ tùy theo cái dự án bạn làm, tùy theo những người bạn tập trung, hoặc là tùy theo cái mức độ complexity của dự án. Bạn học rất là nhiều và mình học được rất là nhiều trong những năm mình làm. Trong cái tổ chức á, thì thường là bạn sẽ có reach và visibility trong tổ chức khá là lớn. Bạn sẽ rất là gần với C level hoặc là một số cái level rất là cao từ sớm, nên bạn học rất là nhiều. Và giống như được được nhìn mọi thứ từ ở trên đó, bạn sẽ hiểu được hơn là cái cách công ty và mọi thứ nó làm vận hành như thế nào, nó thích hợp với bạn mà muốn không cho partnership đi. Benefit cũng khá là tốt, nhưng mà mình cũng muốn nói là một cái debunk, một cái myth nha. Rất là khó để bạn có một cái mức lương 9 chữ số trong cái nghề này. Bạn phải level rất là cao, ví dụ như Head of Product đây có thể là 9 chữ số nhưng mình thì chưa đó. Thì nó là một cái myth mà giống như truyền đạt thì mọi người sẽ có benefit khá là tốt, nhưng mà nó sẽ không cao như vậy đâu, cho nên nên lower mức expectation khi mà mình đi làm.
Thì thường là career path sẽ chia làm hai loại. Một là bạn sẽ là PM ở trong company. Trong company ấy, thì bạn sẽ đi là từ associate, product. Nếu mà bình thường nha, mình sẽ nói là đi associate. Một số công ty thì PO sẽ ở dưới PM, xong rồi tới PM, xong rồi tới senior và group PM. Ở tầm công ty ấy, thì bạn sẽ có head PM, VP of product và CPO. Thì đó là một số cái level bạn có thể consider. Thì càng lên cao ấy, thì bạn càng bước vào quản lý con người nhiều hơn là quản lý sản phẩm, hoặc là quản lý multiple sản phẩm nhiều hơn là quản lý một sản phẩm. Thì ở ngoài công ty ấy, thì bạn có thể nghĩ về làm consultant. Consultant là một cái job khá là giống với PM, khá là thú vị nếu bạn muốn. Ví dụ như trong BCG hoặc là mấy cái công ty lớn như McKinsey ấy, cái scope của consultant khá giống PM. Bạn có thể làm entrepreneur, hoặc là bạn có thể làm một cái nghề mà khá là thú vị nhưng ít người làm, là cái VC representative. VC representative thì bạn phải có khả năng là audit sản phẩm, bạn phải hiểu về sản phẩm, technical và team, và sau đó bạn audit và bạn gọi là đại diện cho cái VC đó, bạn đầu tư, hoặc là bạn đưa vouch cho cái product đó, công ty đó, thì khá là hay. Thì đó là một số cái job mà bạn có thể nghĩ. Thì anyway, nếu mà có thời gian thì mình có thể share thêm về vấn đề này, tại bạn có thể quan tâm, nếu bạn gọi là early. Hồi đó thì lúc mình đi làm thì không ai share cho mình cái này hết, cho nên là mình rất là tiếc. Bây giờ mình muốn gọi là mang lại xã hội cái gì đó. Yeah, đúng. Thật ra là mấy cái như lương nó cũng vô chừng lắm mọi người. Thế là chưa chắc là lương cao là giỏi, chưa chắc lương thấp là không giỏi đâu. Mấy cái đấy nó khá là phụ thuộc nhiều yếu tố, không kiểm soát được. Cho nên giống như cái chuyện mình thay đổi doanh thu vậy á. Ấy là ai cũng muốn lương cao đúng không? Ai cũng muốn doanh thu cao nhưng mà không actionable lắm. Nên tập trung vào những cái mình điều khiển được thôi. Ngọc có một câu hỏi cuối là BM có nên stick với một domain từ đầu đến cuối, hay là mình nên chuyển domain? Rồi khi chuyển domain thì đâu là những điều cần làm để mà giảm switching cost? Câu này khá là cụ thể thì theo kinh nghiệm của mình nha. Tại vì mình làm rất là nhiều domain và nhiều công ty. Thì nhiều công ty là cả in-out và đi phỏng vấn các kiểu nha. Tại vì mình không quan tâm đến domain, nó thật là vậy. Thường á, theo mình biết là best practice là bạn nên chọn, kể cả dev hay là kể cả PM, bạn nên chọn một cái niche và bạn follow nó. Ví dụ như bạn làm fintech á, thường là bạn nên làm fintech luôn. Thì cái đó là tốt, nhưng mà mỗi người một kiểu mà. Thì đối với mình á, thực ra là mình thích challenge, cho nên là mình thích làm nhiều domain khác nhau, mình học nhiều. Và kể cả như định hướng của mình là làm một công ty riêng cho mình á, thì mình cũng muốn kiếm được một cái domain mình đăng ký để mình đào sâu qua nó. Thì hiện tại vẫn đang làm cái giai đoạn mình đang form một cái trend, nhưng mà nhìn chung á, mình vẫn muốn thử sức nhiều hơn trước khi mình chọn một cái niche cho bản thân mình. Nhưng mà hiện tại ví dụ như có hai cái rất là rõ rệt khác nhau, không phải là về domain nhưng mà về dạng công ty. Bạn làm B2C á hoặc là bạn làm B2B á, nó rất là khác nhau nha. Và thường là cái đó thì bạn nên chọn sớm, tại vì nó khá là khó switch giữa hai dạng công ty đó. Kể cả những cái metric bạn track hay là kể cả những người bạn gặp, nó sẽ khó khác nhau. Còn domain thì như mình, thì mình chọn domain cũng không có ấy, là mình chọn mấy cái mình thích thôi. Em thấy cái ý của anh Vũ đúng, ý là cái chuyện ban đầu thì có thể lúc trẻ thì nên thử nhiều hơn một tí xong rồi về sau thì chọn. Chứ không kể cả bây giờ mình bảo là bạn chọn xong bạn chọn bạn đi bạn không thích đâu, bạn lại bảo là dám à, ngày trưa mà làm theo cái ngành B không đi theo mỗi như ngành A. Nên các bạn mình lúc trẻ thì cứ thử đi đã, xong rồi đi sâu. Nhưng kiểu gì cũng phải đi sâu, giống như là cái double diamond mọi người học đấy, là nó divert chẳng xong nó phải convert rồi, kiểu gì cũng phải convert. Thì lúc đi sâu thì mình deliver nhiều value được. Còn trả lời ngắn rồi câu hỏi là để giảm switching cost thì mình tăng cái product skill của mình lên thôi. Thì cái chuyện là domain thì mình có thể bù, tại vì là switch thì nó sẽ mất mà. Thế nên là mình tăng cái product skill của mình lên. Với lại expand cái ý của Vũ là công ty B2C với B2B khác nhau á, thì có một số cái điểm khác biệt mà mọi người có thể consider là B2C thì thường á, những cái công ty B2C nó ở Việt Nam đa số là e-commerce một cách đáng buồn. thì các công ty e-commerce fintech nữa, thì thật ra là cái game của các công ty đó đôi khi nó không phải là về trải nghiệm hay là tạo value, mà nó là game về business. Thí dụ như một cái sàn thương mại điện tử hoặc là một cái platform gì đi, thì khi mà kết nối seller với lại người mua với người bán đi,
thì khi mà nó đủ lớn rồi á thì cái bài toán của nó sẽ là cái bài toán về business, là làm sao để chạy nhiều hơn, làm sao để mở rộng doanh thu. Nhiều khi người ta sẽ làm những cái có những cái nút đi mà nó không tốt cho cả người mua người bán, nhưng mà nó extract được nhiều doanh thu hơn. Thì cái game đó mọi người nên coi là khi mà vào một công ty B2C á thì cái game họ đang chơi là gì. Tại vì cái game họ đang chơi mà không phải cái game mà bạn muốn chơi á thì bạn sẽ khổ thôi. Và một cái vấn đề nữa là nãy Vũ có nói là có những cái công ty mà nó thuần về phía sales side á, và có những cái công ty outsource á, thì mình thấy là có một cái pattern đó là những công ty outsource và những công ty sales side họ cũng nhiều khi họ cũng đánh giá product bằng những cái đầu việc mà PM thường làm ở một công ty product, nhưng mà khi mà tuyển vô thì lại không 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 làm những việc đấy. Thì các bạn cũng nên để ý là một cái công ty họ chơi cái game gì, và họ những cái người ở trong đó họ đang chơi cái game gì. Chứ nhiều khi đọc shady nó cũng vô chừng lắm, chém gió keyword mấy hồi. Nên là khi mà approach mở công ty nào đó thì nên tìm người trong công ty đó nói chuyện. Ideally là tìm những người mà ở cái vị trí bạn đang apply nhưng họ đã đi rồi, thì nó sẽ trực quan nhất. Nếu mà bạn có cơ hội thì sẽ biết được cái game mà công ty đó đang chơi rõ nhất. Tại vì nhiều khi có những cái bên ngoài nhìn vô cũng không biết được. Thì một ý nữa. Còn B2B với B2C khác nhau một cái chỗ nữa là cái barrier, tức là cái rào cản để mà thâm nhập vô B2B cao hơn rất là nhiều. Còn làm BM ở một công ty B2C, các bạn có thể break into cái đó nó khá là dễ, nhưng mà các bạn cũng có thể dễ dàng bị thay thế. Tại vì không, ý là break into ai cũng được mà, thì bạn sẽ không có một cái lợi thế cạnh, khó để mà build được một cái lợi thế cạnh tranh mạnh trong một công ty B2C. Còn một công ty B2B thì domain nó rất là niche, thì bạn vào một công ty rồi thì cái chi phí để mà tuyển một người khác vào và train lại cái domain đó để mà làm được việc nó rất là cao, thì đồng nghĩa với việc là bạn sẽ có được một cái sự stability về mặt career tương đối tốt trong những công ty B2B. Nếu mà đó là những cái mà mình muốn, thì mỗi người mỗi khác, mỗi giai đoạn mỗi khác nữa, cho nên có một số yếu tố mà mình cân nhắc thôi. Cái đó ok, mình thấy ý rất hay á, mỗi giai đoạn nên mỗi khác. Tại vì giống như giai đoạn đầu của sự nghiệp á, mình không chọn domain, mình chọn cái công ty thôi. Ví dụ công ty đủ nai á thì mình ok. Còn về hiện tại đi ha, ví dụ hiện tại về sau á, mình nghĩ là mình sẽ bắt đầu focus vào một cái domain mà mình muốn làm. Hiện tại là ESG đi, thì ở Việt Nam không có nhiều công ty làm cái này, cho nên đó, nên nói là ví dụ bây giờ, ví dụ như mình ở một cái một cái điểm mà career mà sau đó mình phải rất là cân nhắc cái chuyện mình sẽ đi đâu, làm gì, có phát triển domain này không, và đặc biệt là công ty có đủ tốt như công ty hiện tại không thì khá là khó, kiểu vậy. Nó có rất là nhiều cái đó mà mình bạn sẽ involve thời gian. Nhiều khi là mới bắt đầu sự nghiệp thì mọi người nên thử nhiều. Thì thường á mình thấy cái đó là cách, nhiều khi không có lựa chọn nữa. Chứ chỉ khi bạn may mắn thì bắt đầu sự nghiệp mới vô được công ty mà bạn ấy là thích luôn và gọi là đam mê luôn. Chứ bình thường thì cũng phải chật vật rất là nhiều công ty trước khi mà mình tìm ra được cái mà thứ mà mình muốn làm. Thì mình thấy mọi người có thể coi bản thân là một cái sản phẩm, một cái startup thôi. Và mình làm sản phẩm như thế nào thì mình coi cái career của mình cũng y chang. Thì mình có giả thuyết, đặt ra giả thuyết, mình tạo ra giá trị như thế nào đối với những công ty nào, rồi mình thử, rồi fail thì lại iterate. Đó, nhiều khi mọi chuyện nó chỉ đơn giản là thử sai thôi, chứ cũng không có công thức nào thần kỳ hết. Kia, mọi người còn câu hỏi đâu đầu nào không? Okay, cho mọi người một câu hỏi cuối nha. Hỏi lên là chị bao nhiêu là không trả lời được. Ai cho em câu hỏi cuối không? Có ai nhanh tay giật câu hỏi cuối không? Ok, mấy bạn nên hỏi, đây là một câu hỏi rất là tốt. Tại vì cái hồi hồi mà mình vô group, mình chờ group các kiểu á, mình không có ai đâu
hỏi cái anh mà mentor ngày đó của mình là anh làm project. Anh không biết product đâu thực ra làm cái gì, sao ảnh không có mentor được, nhưng mà ảnh rất là nice, ảnh giới thiệu mình cho công ty, xong rồi cô đó mình học được cũng từ các bạn ra thôi, thì đó vừa học từ các bạn vừa tự học cái kiểu, cho nên là cái cơ hội này thực ra mình nghĩ rất là tốt để mà gọi là biết được những cái thực tế nha. Mấy cái sách vở thì ok, nhiều lúc bạn có thể học được, nhưng mà mấy cái mà kinh nghiệm thực tế của những người mà đã đi làm đi trước, thậm chí là bạn có thể hỏi là công ty này có tốt không, công ty kia có tốt không, ví dụ như đó, thậm chí bọn mình cũng hay hỏi nhau là ok công ty này có ai biết không, có tốt không, để mình đi coi cho nhau chẳng hạn vậy á. Đúng, ừ, đúng đó kiểu kiểu rồi. Cái đó là rất là quan trọng cho cái connection trong ngành hoặc là những cái mà kinh nghiệm thực tế, cái đó mới là cái đáng tiền. Đúng đúng, hồi đó mình không có cho nên là hỏi đi. Hồi xưa lúc mà mình bắt đầu mình cũng đâu có mentor đâu, ấy là mentor lúc đó của mình là về gọi là career nói chung chứ không phải là mentor trong product, chung cũng không có ai chỉ hết. May mắn somehow thành công, không cũng không gọi là thành công, còn sống thì cho nên là giờ mới làm mấy năm lên lỡ làng sống ông chơi mình đó rồi. Entrepreneur. Thôi vậy miếng cuối không ai giật thì thành giật luôn rồi. Rồi vậy thôi, chắc là cũng không có lời cuối nào để nói. Cảm ơn mọi người đã tham gia buổi hôm nay. Cảm ơn Vũ rất là nhiều đã chia sẻ những cái kinh nghiệm của Vũ với cả cũng initiate ra được những cái cuộc nói chuyện rất là thú vị. Không biết dùng từ nào khác từ thú vị nữa. Rất là thought provoking topics. Ok, rồi thì mình có một buổi guest lecture nữa vào thứ tư sau nha mọi người. FYI, rồi thì chắc là Dương sẽ tối bữa nay. Cảm ơn mọi người. Yeah, cảm ơn mọi người nha. Nhớ làm bài đầy đủ nha. Ok, mấy bạn có cần hỏi gì cứ LinkedIn của mình nha, ý là mình có thời gian để mình trả lời thôi. Hả? Có gửi vô cái group rồi, biết LinkedIn của mình.